Ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân. Vâng, từ nhiều năm nay rồi thì cái ngày lễ Quốc tổ Hùng Vương chúng ta được nghỉ một ngày. Thưa các bạn, là mở đầu câu chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng xin vui mừng thông báo với bà con là nhân dịp cái tuần lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì Điện ảnh Quân đội đã chiếu miễn phí bộ phim Đào, Phở và Piano với cá nhân Bảo Trâm và với chị Văn Nguyễn, là người đã gửi cái tin thông tin này cho tôi đầu tiên sáng hôm nay. Thì tôi thấy, vâng, tôi thấy đó là cái tin vui. Còn một số cá nhân hoặc là ai đó cho rằng bộ phim này có mùi phản động, hoặc là có mùi cách mạng màu, hay là có bàn tay của Vatican thò vào, thì đấy là quan điểm của họ. Tôi tôn trọng ý kiến của họ và quan điểm ai người đấy giữ. Còn chúng ta là người trưởng thành, chúng ta tham gia mạng xã hội về chính trị thì chúng ta cũng có một cái tư duy độc lập để nhìn nhận vấn đề bộ phim Đào, Phở và Piano có phải là bộ phim mà có tư tưởng lật sử, rồi có màu cách mạng màu, rồi có bàn tay nung lá của Vatican thò vào hay không. Và thưa các bạn, tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì theo tôi biết thì họ sẽ nêu cao vai trò tầm vóc ý nghĩa lịch sử to lớn của cái chiến dịch Điện Biên Phủ trong cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Và cái lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày mùng 7 tháng 5, xin lỗi, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ. Những bộ phim mà được chiếu trong dịp này là những bộ phim về đề tài chiến tranh lịch sử, có cả phim điện ảnh, có cả phim tài liệu. Ví dụ như những cái bộ phim tài liệu như là Ký ức người truyền lửa, rồi phim truyện điện ảnh Đào, Phở, Piano cũng được chiếu để phục vụ khán giả tại lễ khai mạc. Và thưa các bạn, tôi xin nhắc lại là tuần lễ phim kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm á thì được chiếu miễn phí, vâng, tại rạp của công ty cổ phần phim truyện một, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu khoa học Trung ương Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức. Đó là những cụm rạp, những rạp mà người ta chiếu miễn phí, trong đó có bộ phim Đào, Phở và Piano. Thưa bạn, tôi xin nhắc lại là trong cái tuần lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì bộ phim Phở, Đào và Piano sẽ được chiếu miễn phí, và chúng ta sẽ xem lên mạng tra Google thì biết thêm chi tiết về những địa điểm mà chiếu miễn phí bộ phim này. Ở Hà Nội thì chúng ta có thể đến phố Lý Nam Đế, người ta gọi vui là phố Nhà Binh. À, phố Nhà Binh thì ở trong đó có cái rạp của quân đội, người ta chiếu miễn phí. Hùng Đỗ, nơi Bảo Trâm ngồi và đây hương vị Tết. Vâng, em chào anh Hùng Đỗ nhé. Thưa các bạn, trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Khi nói về cái tay phản động có tên gọi là Lê Quốc Hùng mới bị nhập kho theo cái điều 117 là làm tàng trữ và phát tán thông tin tuyên truyền chống nhà nước. Thế sau khi Việt Vision và em Quân Khúc có lên để tố cáo cái hành vi phản động của Lê Quốc Hùng thì bọn ba que bắt đầu ra sức đánh phá. Và thưa bạn, đây là một trong những bài đánh phá Việt Vision và Quân Khúc của đám ba que ở hải ngoại. Các bạn nhá. Thế thì người yêu nước này, Chúa ơi, tại sao lại có hứa cái gì? Có trường mang tên Trương Viết Ký và giải thưởng tên Trương Viết Ký vậy ạ? Tất cả những câu hỏi của bạn nhé, cảm ơn bạn. Thì Bảo Trâm thì không phải nhà sư học đâu, nhưng mà với những cái nhận thức và cái sự hiểu biết của cá nhân mình, Bảo Trâm sẽ giao lưu trả lời tất cả những câu hỏi mang tính xây dựng diễn đàn và giao lưu của khán giả, trong đó có bạn, em, cháu, người yêu nước. Nhưng mà tất nhiên là những cái ý kiến đó thì phải sau cái câu chuyện chính của chủ kênh, nên là em hoặc là cháu, người yêu nước thì thông cảm, phía cuối mình trả lời, giao lưu các bạn theo cái quan điểm của cá nhân. Vâng, quay trở lại câu chuyện về tên là phản động Lê Quốc Hùng.
sau khi Việt Vision và quân khúc vạch mặt đối tượng này, thì bọn bảo kê bắt đầu tấn công. Và đây là một trong những bài viết trích dẫn video của một cái nick có ba chữ tàu và được bảo kê họ chia sẻ lại rất nhiều. Ví dụ đây, chúng ta có thể vào xem cái nick này. Dĩ nhiên bảo kê mà chống phá anh em chúng tôi thì nó bình thường thôi. Đây, ví dụ như là cái nick Michael Chen. Đấy, gắn thẻ với Ngọc Bảo Trâm này. Tố cáo, ta nhắm vào quân khúc Trần Thái Quang. Trần Thái Quang, ý cái tay bảo kê này muốn nói là Trần Thái Quang. Trần Thái Quang là tên của quân khúc này. Đó. Tên là quân khúc này. Thế chúng ta xem bảo kê mở chiến dịch tấn công Việt Vision vào quân khúc như thế nào nhé các bạn. Tại vì bảo kê phản động tấn công Việt Vision hay quân khúc thì nó là bình thường, chuyện này quen này các bạn. Đây, một Facebook có tên ba chữ tàu, và ba que thì rất hay gọi tàu cộng và là bài xích tàu, nhưng mà cái tên thì lấy ba chữ tàu. Đây, Trận Thái Quang mày lên diễn đàn chóa, tức là tục bảo chống dịch nhá, vì văn hóa cái tông, cái phong văn hóa, trình độ văn hóa của tộc que nó chỉ như thế thôi. Bảo chống dịch cho các bạn, Trận Thái Quang tức là Trần Thái Quang ấy, ám chỉ ấy, Trần Thái Quang là tên khai sinh của quân khúc ấy. Mày lên diễn đàn chó phỉnh, hợp tác với thèn, bị Việt Nam truy nã tội khủng bố. Tên manh cười, cái kênh YouTube Việt Television. Đây là một tên bao que súng của Pháp các bạn nhé. Vision tiếng Anh, còn Television là tiếng Pháp, nên là bao que bên Pháp. Nó viết là cái kênh YouTube Việt Television đang có lệnh truy nã. Truy nã. Mày muốn tố cáo ai hả? Anh chị em xe ra dùm mình nghe. Đấy. Tức là kênh chủ kênh YouTube Việt Vision đã có lệnh truy nã các bạn ạ. Đó. Đã quay viết như vậy, và chúng trích một cái video mà livestream của Việt Vision với quân khúc. Đây, chúng trích ra đây. Chúng ta cùng xem chúng trích cái gì ạ. Là Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh năm 1952. Chào bác. Thưa bạn, đây là bài viết của tên bà que bên Pháp này. Đó, và đưa ảnh của quân khúc lên. Đó. Đấy. Quân khúc và cả một cái video của Việt Vision nữa đây. Chúng đưa lên này. Trong bài viết của bọn chúng nhá. Chúng đưa cả một cái video của Việt Vision lên này. Vụ phản động Lê Quốc Hùng nhập kho, những đối tượng nào lên đới. Đó. Thế để đây vào chấm đề đây thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc ấy, mà Việt Vision bị bà que ở Pháp, ở Mỹ, ở các nơi nó đánh phá là rất bình thường. Và chuyện đó là bình thường thôi khi mà chúng tôi đã chấp nhận lên không gian mạng này mà vạch mặt bọn phản động bà que, thì chuyện đấy không có gì là bất tâm cả. Để chúng ta thấy là khi mà Việt Vision lên những cái video ví dụ như là vạch mặt tay John Bức Cối hay Lê Quốc Hùng, thì bà que tập trung nó trả đũa Bảo Trâm và khách mời trong cái chương trình đó. Cá biệt thì có những cái kênh ở Việt Nam, tức là cá biệt có những cái kênh ở Việt Nam ấy, cũng mang danh là chống xuyên tạc, chống lịch sử, chống cách mạng trắng, cách mạng màu, chống phản động ấy. Nhưng mà khi mà tôi làm video mà tôi vạch mặt John Bức Cối và Lê Quốc Hùng thì họ bắt đầu họ tấn công tôi. Bà con gửi cho tôi khoảng 5-7 kênh gì đó ở trong nước ấy, nhân danh nó, nhân danh kia cũng tấn công tôi và đi vào các cái tiểu tiết, mà họ không thấy được rằng cái vấn đề ở đây kênh Việt Vision luôn đi đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Và có những kênh khẳng định là tôi sẽ bị nhập kho. Em chào anh Đình Hải Nguyễn. Có những kênh ở trong nước còn khẳng định là tôi sẽ bị nhập kho theo những tên phản động đó, vì tôi cũng là phản động bà que. Ví dụ như là cái kênh Chống Diễn Biến Hòa Bình của ông Thượng tá Trịnh Hoài Nam, hay là những bài viết trên cái trang Facebook của ông Trịnh Hoài Nam thì khẳng định hàng chục lần tôi là phản động bà que, ví dụ như vậy. Rồi có những kênh ở trong nước, tôi không muốn nhắc tên thì quảng cáo cho cái kênh của họ. Tôi nghĩ là họ cũng có thể là làm kênh mà không ai biết, không ai xem, thì họ cũng đu bám theo tên kênh Việt Vision là một kênh lớn hơn, nổi tiếng hơn, để được ăn view. Thành ra tôi không muốn nhắc tên đó. Thì những cái tên đó hoặc là cái kênh đó cũng nói tôi là phản động bà que, và sớm muộn tôi cũng nhập kho, vân vân.
Thế thì tôi chỉ cười khẩy thôi. Tại sao họ xưng là yêu nước, chống phản động, chống cách mạng màu, cách mạng trắng mà họ cứ tấn công tôi, tấn công về vision, đúng không ạ? Và nhất là sau khi tôi làm hai cái video vạch mặt tên John Mũ Cối và tên Lê Cô Hùng, thì Lê Cô Hùng của thời kỳ đã luôn luôn xuất hiện trên mạng xã hội với cái mũ đỏ và áo đỏ và cũng mệnh danh là chống bà que. Nên là đây là một đối tượng giả đỏ, và tôi đã làm một cái video đầu tiên tôi nói là giả đỏ, tên phản động giả đỏ đã nhập kho vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Thế thì tôi cũng nói lại một điều là tôi nói có những kênh ấy còn bảo là tôi là như vậy là bảo vệ Hoàng Duy Hùng. Tôi chả bảo vệ ai cả. Rõ ràng rành rành là đối tượng Lê Cô Hùng bị bắt theo điều 117 là tội làm tàng trữ phát tán thông tin chống nhà nước. Đấy là tội phản động, thì tôi gọi là phản động. Thế còn Lê Cô Hùng này cũng là một người chống ông Hoàng Duy Hùng, thì việc ông Lê Cô Hùng chống Hoàng Duy Hùng thì việc của các ông. Nhưng rõ ràng ông chống người ta mà ông không căn cứ, trong khi ông thì lại là bị bắt theo cái tội danh phản động. Thì tôi quan sát thấy đúng hiện tượng như vậy. Và thực tế từ năm ngoái tôi đã có một bài vạch mặt ông Lê Cô Hùng rồi. Và các cụ nhà mình ấy, thì chúng còn có câu ấy. Chúng ta thấy rõ ràng ấy là bản thân mình đã hoạt động chống phá rồi, nhưng mình lại nhân danh là chống phản động để mình nói cái khác là phản động, và mình không đưa được cái bằng chứng người ta là phản động, đúng không ạ? Đó chính là đối tượng Lê Cô Hùng, giống nhiều đối tượng khác mà tôi nhắc tên, ví dụ như nhóm của chị Hoài Lam ạ. Thế thì các cụ nhà là nhà ta ấy, từng có câu ấy là đại khái có mấy câu ấy, đúng không ạ? Trong đó có một câu ấy là chân mình thì lấm BB lại cầm bó đuốc mà dê chân người. Thế thì rõ ràng hoạt động của Lê Cô Hùng là hoạt động chống phá, nhưng mà lại cứ tố cáo người nọ chụp mũ người kia là phản động. Thế thì chúng ta thấy là nực cười ở đây, không ạ? Và nếu chúng ta lật lại thời gian nhé, trước đây ví dụ như thế này, chúng ta cùng đây, chúng ta cùng xem một cái bài live stream. Đây là một video mà Việt Vision live stream. Đây là một cái video của Việt Vision đây. Vũ Đắk Lắc này nhận diện đối tượng tự nhận mình là thủ lĩnh phát tiền cho nhóm khủng bố. Đây, đây là ảnh Lê Cô Hùng. Và chúng ta nhớ nhé, vì một số người không ưa tôi, nói rằng là tôi là toàn là đi nói vút đuôi. Thế xin thưa các bạn, các hiện tượng vi phạm pháp luật của Lê Cô Hùng này kênh YouTube nào đưa? Dĩ nhiên là lúc đó chỉ có một lúc đó là chỉ có một mình kênh YouTube Việt Vision đưa tin thôi, đúng không? Từ tháng 6 năm ngoái, đây chính là video ở trên kênh YouTube Việt Vision đây. Bảo Trâm nó vạch mặt Lê Cô Hùng từ năm ngoái, chúng ta bấm vào nhé. Đấy, Vũ Đắk Lắc là nhận diện đối tượng tự nhận thủ lĩnh phát tiền cho nhóm khủng bố, và tôi đưa ảnh Lê Cô Hùng lên, chúng ta bấm vào để xem trên kênh Việt Vision. Đó, đây chính là video trên kênh Việt Vision. Chúng ta thấy không? Phát trực tiếp 10 tháng trước, đúng không ạ? Nên là ai đó bảo Việt Vision chỉ nói vớt đuôi là các bạn là vì thù ghét Việt Vision, thù ghét Bảo Trâm, mà coi như là không thừa nhận một điều là Bảo Trâm là người rất nhiều lần phát hiện ra những đối tượng có dấu hiệu phản động. Và sau đó các đối tượng này đều bị nhập kho. Nên là nhiều bạn bảo là nhiều tên ý, phản động cứ lên kênh Việt Vision ý, là sau đó nhập kho. Đây, chúng ta thấy đúng không ạ? Từ 10 tháng trước đây, Bảo Trâm đã live stream nói về Lê Cô Hùng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cho đến giờ phút này thì số đối tượng mà là đã bị lực lượng chức năng bắt, rồi người dân bắt giao nộp cơ quan chức năng cũng như là ra tự thú. Đó, đây Bảo Trâm xin nhắc lại một cái video cách đây 10 tháng khi mà vụ ở Đắk Lắk đang điều tra. Đúng, thì Bảo Trâm đã vạch mặt Lê Cô Hùng rồi. Đây, chúng ta có thể xem lại cái video. Đó đã rất thách thức cộng đồng mạng, dư luận, nhân dân khi mà lên mạng công khai nhận là tao là thủ lĩnh của nhóm đó. Và thực ra thì cái lời này ấy, không phải là chỉ viết đâu mà hắn ta tuyên bố công khai bằng cái live stream sau. Chúng ta nghe nhé. Đây đây đây, chúng ta xem cái video này. Đối tượng này đã công khai nhận như vậy với cả ba que Tùng Lê.
Chúng ta cùng xem ạ. Đúng rồi, xe buýt chạy dưới sông chuẩn luôn, chuẩn lại. Cảm ơn xe buýt chạy dưới sông, đúng là một câu cực kỳ chuẩn. Anh thằng ở trên Đắk Lắk bao nhiêu rồi? Ôi, còn nhiều. Đâu mẹ, 5 ngàn rồi. Mày đưa tao là tao về, tao chơi rồi. Bây giờ tao về bên chuẩn bị tao mua cái điện thoại okay, trong ông không đặt đi nha. Em xuống xíu em giải quyết công việc cái. Bye bye đại thương. Tao mua cái điện thoại trong ông không, tao livestream có mày đâu, còn lại là để dành nhậu từ từ. Vậy mà cuối cùng ông mướn mấy thằng trên Đắk Lắk hết bao nhiêu tiền thì hỏi lại. À, cái vụ mà dàn chết làm công tác mà tiền trạm đây Đắk Lắk ơi, cho cái vụ khủng bố đó hả? Ừ. Thì nhẹ đứa 100 đô, đứa 200 đô. À. Cắt tóc lên đi. Rẻ quá ha. Chơi lớn vậy mà có 100 200 đô à? Vậy chắc cái mấy cái đứa mà bèo bèo giống như mẹ cu ly, mấy cái thằng mà vô công rỗi nghề ở nhà ăn chơi không, chắc đồ má 50 đô là thủ tiêu được rồi đúng không? Thì bây giờ đồ má ông đưa tôi có 5.000 mà 30 con người để mẹ ông biết tôi trả cho nhiều tiền đâu, tôi trả ông nội. Mà nguyên một cái đồn công an mà để người ta như thế thì vẫn còn là mới có mấy ngàn. Cỡ mấy cái thằng mà đồ má ngồi nhà ăn bám bố mẹ với lại mấy cái con mà đi dạng háng bé bán Việt kiều đồ má, chắc nghĩ cỡ vài ba chục là xong chuyện rồi đúng không? Thôi tôi đề nghị cái đó thưa bạn, chính thức gọi anh là một dân chủ cội nha. Đó thì rồi còn nhiều cái lắm thì ta để anh. Xin chào mừng và cảm ơn bạn Vũ Thành Hoàng, Huy Trương Đồng, bạn là thành viên mới, hội viên mới của kênh Việt Vision. Bạn Vũ Thành Hoàng với cái link màu xanh lá cây, Huy Chương Đồng, cảm ơn bạn đã động viên tinh thần và một phần nhỏ về cái rất nhỏ thôi về vật chất để giúp Bảo Trâm có thêm cái động lực và sự phấn khởi để duy trì kênh. Một lần nữa xin cảm ơn xe buýt chạy dưới sông. Bạn là bình luận rất chính xác về đối tượng Châu Huy, bởi vì Bảo Trâm không bao giờ quan tâm đến ông ta, cũng như không biết kênh ông ta tên là gì, bởi vì những thành phần cóc ké như vậy thì họ hay bám theo những kênh nổi tiếng hoặc là kênh to hoặc là người nổi tiếng để họ làm kênh, họ ăn view. Bảo Trâm thì không bao giờ xem, kể cả khán giả có gửi đường link video cho Bảo Trâm cũng không xem, bởi vì là họ nhân danh chống Diễn Biến Hòa Bình, chống cách mạng màu, cách mạng trắng vân vân, nhưng họ không nhắm trực tiếp vào các đối tượng phản động hàng ngày chống phá, mà họ chỉ nhắm vào những kênh như kênh của Bảo Trâm thôi. Thế thì đối tượng Lê Cô Hùng này, các bạn vừa xem video cách đây đúng 10 tháng khi mà đang điều tra vụ ở Đắk Lắk, thì Bảo Trâm đã vạch mặt Lê Cô Hùng nhá. Mà lúc đó thì những cái kênh như kênh gọi là yêu nước, như bạn xe buýt chạy trên sông vừa nêu đấy, đấy phát trực tiếp cách đây 10 tháng đây, tôi đã vạch mặt Lê Cô Hùng rồi. Thế thì những cái kênh như là kênh của những người chửi tôi không muốn nhắc tên, những bởi vì không muốn quảng cáo kênh họ, thì những cái kênh như kênh của các bạn vừa bình luận ấy là chửi tôi ấy, thì họ không có vạch mặt Lê Cô Hùng từ 10 tháng trước ấy. Mà kênh Việt Vision là kênh duy nhất đầu tiên lúc đó vạch mặt Lê Cô Hùng. Mà bây giờ họ cứ hàng ngày rình mò, la liếm vào kênh Việt Vision. Họ chụp giật những cái câu nói mà trong lúc live stream này có thể mình lỡ lời, hoặc là họ không phải hệ thống hay là mang tính bản chất, thì họ chụp giật lên, họ cắt video, họ mang lên, họ phân tích mổ xẻ. Còn những đối tượng như Lê Cô Hùng họ đâu có phản đối. Các bạn thấy, từ 10 tháng trước tôi đã có bài phân tích vạch mặt Lê Cô Hùng rồi. Và bây giờ thì sao? Lê Cô Hùng nhập kho vì tội là tội danh phản động đó, tuyên truyền chống nhà nước, các bạn thấy đúng không ạ? Đó. Thế thì khi mà vụ ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đang điều tra án điểm gây chấn động cả trong nước và quốc tế, khi mà những kẻ khủng bố dưới sự điều khiển giật dây ở nước ngoài, ở Hoa Kỳ, thì những đối tượng khủng bố này tiến hành hạ sát 9 người, trong đó có cả cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và người dân vô tội, người dân thường ấy. Và với tội danh khủng bố thì vụ án ở Đắk Lắk, 10 đối tượng đã bị tuyên án chung thân. Thế vấn đề ở đây là trong khi cái vụ ở Đắk Lắk người ta đang điều tra, thì Lê Cô Hùng đã live stream với Lê Tùng Lê, là một đối tượng ba que ở bên Bỉ, và lên live stream tuyên bố mình là chủ mưu, mình nhận tiền của Tùng Lê để thuê mỗi một người, một đối tượng ấy, 100
200 đô để tiến hành vụ ở Đắk Lắk. Thế thì trước hết, ở đây có hai vấn đề. Một, nếu Lê Quý Hùng nói đúng, thì Lê Quý Hùng là kẻ phạm trọng tội khi mà chủ mưu gây ra vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Nếu như Lê Quý Hùng mà thừa nhận trên livestream là đúng, mình là người nhận tiền để thuê những kẻ khủng bố ở Đắk Lắk tiến hành hạ sát cán bộ chiến sĩ và người dân, đúng không? Hai, nếu mà không phải Lê Quý Hùng là người thực chất tiến hành vụ đó, mà Lê Quý Hùng chỉ tung tin là mình là thủ lĩnh nhận tiền của nước ngoài để thuê, thì Lê Quý Hùng lại bị phạm cái tội khác, đó là tội tung hoang tin để gây cản trở khó khăn cho quá trình điều tra, đúng không ạ? Thế thì đây là một trong những cái vấn đề mà Lê Quý Hùng phát biểu trên livestream mà tôi đã lấy ra và tôi vạch mặt Lê Quý Hùng từ 10 tháng trước. Đấy. Từ hồi tháng 7, tháng 8 năm ngoái á. Thế tại sao ở đây có một khán giả bảo tại sao bảo Trâm vạch mặt Lê Quý Hùng mà ông Lê Lọ Lê Kia ở Hà Nội lại trừ tôi? Đấy là vì là họ là thuộc nhóm đối tượng làm kênh mà tôi vừa kể tên. Tôi không bất tâm, tôi không theo dõi kênh họ đâu. Nhưng để thấy rằng có một kỳ lạ như vậy đấy, có những cái kênh mà cũng nhân danh chống diễn biến hòa bình, chống cái mạng trắng, chống phản động, chống bác quay, chống xuyên tạc, nhưng mà họ chỉ nhằm vào tôi, họ chửi. Đặc biệt là khi mà tôi, từ khi tôi vạch mặt đối tượng rốn bữa cối, xúc phạm Bác Hồ, xúc phạm cờ Tổ quốc, hay là Lê Quý Hùng, đấy, phản động bị bắt theo tội danh 117, tuyên truyền chống nhà nước, thì họ gia tăng, họ tấn công tôi. Và lại nói rốn bữa cối thì ngay ngày hôm qua thôi, hôm qua hôm kia đấy, thì có một khán giả đây để gửi cho tôi tiếp tục những cái video của Lê Quý Hùng xúc phạm Bác Hồ. Và đây có một người khác lại chỉ tôi tiếp đây, thì khán giả nhắn cho tôi và tôi không xem. Đây này, có khán giả nhắn cho tôi đây: chú ơi, chú có nghe cháu nói không, chú ơi không chọc chỉ chú kia, kệ đi mà, mình quan tâm gì cái thằng này đâu. Rồi tiếp tục này, đây các bạn, tiếp tục để họ gửi tiếp tục video về Dôn Béo nhá. Đây, họ tiếp tục gửi cho tôi video về Dôn Béo, tiếp tục ngày hàng tối live stream xúc phạm Bác Hồ. Nhưng đặc biệt là những người chửi tôi thì họ không dám hoặc không bao giờ lên án Dôn Béo đâu, bởi vì họ là bạn của nhau, họ bênh nhau mà. Cho đi luôn. Em còn dân chứng sống nè, em còn ông bác đã tham gia hạ lào, bác sĩ đã tham gia hạ lào nè. Ê là cái một cướp kìa nè, đó, nó cái bác cái thằng tàu nó hỏi cái tàu gì giỏi gì vậy, bấm vú sai lên, thằng hồ bác chó đó, đủ má mày. Đó các bạn, thì hàng tối, hiện nay hàng tối thì Dôn Bữa Cối vẫn lên livestream cùng Hoàng Thái Bạch ở bên Đức để chửi bới xúc phạm Bác Hồ. Nhưng những đối tượng mà họ chửi tôi, họ không có chửi hay lên án Dôn Bữa Cối, bởi vì tôi là người vạch mặt tôn Dôn Bữa Cối mà. Thì họ tấn công thôi. Trong đó là chúng ta thấy không, ví dụ làm kênh, các kênh mà gọi là kênh yêu nước ấy, hay là kênh bảo vệ nhà nước chống bác que, họ làm cái nội dung gì tôi không giờ tôi can thiệp. Và tôi không chửi họ tại sao là họ lại không chửi Dôn Bữa Cối, không vạch mặt Dôn Bữa Cối, trong khi Dôn Bữa Cối vẫn là ngày hàng giờ hàng đêm live stream tấn công xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy. Nhưng mà khi mà tôi động đến Dôn Bữa Cối thì vì họ chơi thân với nhau, họ kiếm cớ họ chỉ tôi làm hành vi gián tiếp tiếp tay bênh vực Dôn Bữa Cối, đúng không ạ? Tại sao mà họ không chửi tôi trước đó, mà khi Lê Quý Hùng bị bắt hay Dôn Bữa Cối bị tôi vạch mặt thì bắt đầu họ lại tấn công tôi? Mà trong khi hàng ngày Dôn Bữa Cối đấy, bà con vừa gửi tôi cái live stream cách đây một vài ngày, Dôn Bữa Cối các buổi tối đều lên live stream cùng bà que xúc phạm Bác Hồ như vậy mà, đúng không ạ? Mà họ không có chửi Dôn Bữa Cối, không vạch mặt Dôn Bữa Cối, và tôi cũng không bắt họ phải làm như vậy, và tôi cũng không lên án họ vì tại sao họ không đả kích Dôn Bữa Cối. Nhưng mà ngược lại,
họ đả kích ông Hoàng Dung thì việc của họ tôi không can thiệp, nhưng họ cũng chửi tôi luôn, lý do tôi không đứng về phe họ để đả kích Hoàng Duy Hùng. Trong khi dùng cối thì hành động sơ sơ ra như vậy, họ cũng không đả kích, kệ họ thôi. Và thưa quý vị các bạn, như này, tôi trong một thời gian vừa qua, đặc biệt vào tuần gần đây, tôi thấy trên mạng rất ồn ào về cái việc mà một ông nhà sư là tiến sĩ, ông này là tiến sĩ đấy. Vâng, lại có người nhắn tin cho tôi này. Các bạn chờ chút nhé. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Tôi đang like. Đây, như nhiều người chia sẻ tôi cái hình ảnh này về một vị chân tu bên Phật giáo và bảo tôi có ý kiến để lên án cái ông này. Các bạn có thể nhận ra vị chân tu này là ai ngay ạ? Cho chùa để mở rộng chùa cho người ta tu tập. Sau này mà mình sống, mình coi con cháu mình nó thành công, phước nó đến rất là lớn. Còn những người nào mà cái đất của chùa hiến cho chùa, lo chùa mà tìm cách cản trở, sau này con cháu ngóc đầu lên không nổi à. Nhớ như vậy, đó là người đời. Hoặc là ví dụ như bây giờ có một người bị bệnh ung thư, là ung thư mà chữa thì thực ra không chữa được. Nhưng mà người đó làm sao? Đó là một cái nghiệp đó. Nhưng mà người đó quyết không ung thư, chống lại. Chắc là các bạn cũng nhận ra vị sư thầy này là ai rồi không ạ? Cách đây 5 năm, 10 năm, tôi thỉnh thoảng vẫn nghe vị sư thầy này thuyết pháp. Trong đó, đặc biệt sư thầy này thì là có những cái mà ủng hộ đảng nhà nước. Tôi thấy có một bài nói chuyện về ca ngợi các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến. Tại sao tôi không có bài đả kích vị sư thầy này? Với cái bài mà được trích dẫn trên mạng và báo chí, truyền thông cũng như là cộng đồng mạng chỉ trích ông sư thầy Thích Trân Quang này. Bởi vì tôi nghĩ vị sư thầy này hiện nay đã bị coi như là đã bị bọn Ba Que và bọn Dân Chủ Chống Nước tấn công rất nhiều rồi. Thành ra tôi không muốn nói thêm, bởi vì tôi không muốn tiếp tay cho bọn phản động Ba Que. Và dẫu sao thì tôi thật các bạn là tôi rất thiên vị, tôi rất thiên vị đạo Phật, một cái đạo có lâu đời, đồng hành cùng dân tộc trong nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nên là tôi có cảm tình với đạo Phật, tôi cũng phải nói thật là như vậy. Về tôn giáo, đạo Phật và Thiên Chúa Giáo là hai cái đạo lớn ở Việt Nam ấy, thì tôi nói thật luôn là tôi có cảm tình và có thiên vị, có cảm tình và yêu mến đạo Phật hơn. Nên là tôi cũng không muốn là góp những lời nói mà đả kích vị chân tu này. Bởi vì tôi nghĩ là đám dân ở trong nước nó tấn công vị chân tu này khá lâu rồi. Tôi biết chứ, bọn chúng tấn công vị chân tu này và họ gọi đây là thợ tu cộng sản. Đấy, thợ tu cộng sản, thành ra tôi không muốn tiếp sức thêm cho bọn Ba Que. Còn cái việc mà bà con cư dân mạng ấy, trong đó có một số cơ đỏ cũng đề cập đến và gọi là đả phá vị chân tu này, bởi vì bạn các bạn cờ đỏ đó cho rằng vị chân tu này phát biểu là kêu gọi cúng dường, trong đó là hiến nhà cho nhà chùa, đang hiến nhà chùa vân vân. Amabo là KKK, ông Tuyên Giáo Phường rất kẻ cú anh Bảo Trâm. Amabo ơi, ông Tuyên Giáo Phường là ai vậy? Anh Amabo vua danh tất cả tại ông Tuyên Giáo thôn của Bảo Trâm đó là ai đấy? Amabo xe buýt chạy dưới sông còn nhiều clip lại bảo rằng để tôi gửi vào trong. Không cần đâu, xe buýt chạy dưới sông nha. Cảm ơn anh hoặc là chị Vũ Nguyệt nhé, đã khen em. Thực ra em còn phải hoàn thiện nhiều, em có những nhược điểm, ví dụ như là một là nội dung livestream ấy, mình nhiều khi lúc nói ngắt ngữ lý do là mình quá bận đi, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để livestream, hoặc là cái giọng của mình khàn, hay cái diễn đạt nó không được hấp dẫn như một số những người họ có năng khiếu đó. Cái đấy là thuộc vào năng khiếu, nhưng mà cũng có nhiều khán giả bảo thôi, quan trọng là nghe cái tin tức, cái tính cập nhật, tức là tin nghe tin tức cập nhật chứ không cần phải nói hay như người
bán hàng online. À thế thì vậy là Vũ Nguyệt là phụ nữ là cô rồi, thì cháu cảm ơn cô. À, vâng Vũ Nguyệt, à, cô Vũ Nguyệt ạ, có những kênh mà cô vừa kể ra ấy, thì chủ kênh không tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Tất nhiên Bảo Trâm khẳng định cái gì đó, Bảo Trâm đều có những bằng chứng trong tay hết. Ok ok, phi ra luôn đi. À thưa các bạn, là chúng ta chờ một chút, à, bạn Quân Khúc sẽ ra đây ngay bây giờ. Vô danh này, ông tuyên giáo thôn tố Bảo Trâm ủng hộ cách mạng trắng đó. Ông tuyên giáo thôn là ông Nguyễn Tuấn Anh ạ. À ôi rồi, kệ ông ấy đi, ông ta bây giờ toàn câu kết mấy các thành phần cặn bã mà. À, cháu chào chú Quý Lê. À, một người vừa bình luận là ông tuyên giáo thôn ấy, là cho rằng Bảo Trâm ủng hộ cái mạng trắng chú Quý Lê ạ. Cháu vừa nói thì kệ ông ấy đi, ông ấy bây giờ toàn câu kết các thành phần cặn bã mà. Chúng ta chờ một chút ạ. Bảo Trâm vừa nhận được tin nhắn là Quân Khúc đang phi ra đây. Nhà Quân Khúc thì cách nhà tôi rất gần thôi, và đây cũng là một trong các quán tôi hay ngồi, cũng gần nhà tôi thôi. Chúng ta ra để cùng xem Quân Khúc nói gì, Quân Khúc có những kiến thức mới, những thông tin mới về các đối tượng phản động trên kênh này, thì không gian mạng này. À, tiếp tục câu chuyện của ngày nghỉ. Ồ, em chào anh Vũ Thành Hoàng. Bảo Trâm ơi, khi nào thích không thích, đúng rồi. Khác gì bỏ hai tay xuống làm bốn chân loan phát. Vũ Thành Hoàng cảm ơn anh nhé. Bảo Trâm khi nào vào Đà Nẵng báo trước nhé. Anh Vũ Thành Hoàng ơi, em có công tác ở trong Đại học Đà Nẵng, là đợt tuyển sinh, tức là đợt tháng 6 này này. Em có công tác ở Đà Nẵng gần 10 ngày á. Đi để làm cái món thanh tra chấm kỳ thi Trung học Quốc gia ở trong Đại học Đà Nẵng. Mà em không biết liên lạc với anh Vũ Thành Hoàng qua đâu. Bảo Trâm thì có cái Zalo công khai số điện thoại rồi. YouTube không cho mình đọc điện thoại lên, thì anh xem cái số điện thoại Zalo Bảo Trâm anh liên hệ nhé. Anh em mình có dịp vào Đà Nẵng thì ở Đà Nẵng ấy thì có đội cờ đỏ Đà Nẵng. Em Bảo Trâm thì quen khá nhiều, trong đó có em Hoàng Lệ là một em gái kinh doanh hàng ăn uống nhưng mà đỏ rực. Em Hoàng Lệ này xăm cờ đạt ở tay. Em gái Nguyễn Lệ, và do vậy là tức là Bảo Trâm ấy thì qua mối quan hệ quen biết thì hầu như các tỉnh thành nào mà có đội cờ đỏ thì Bảo Trâm đều có anh em thân hữu ở đó. Ví dụ ở đội cờ đỏ ở Quỳnh Lưu ở Nghệ An, đội cờ đỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh, đội cờ đỏ có Gò Vấp, cờ đỏ ở Bình Dương, cờ đỏ ở miền Trung Đà Nẵng, ở Huế, thì Bảo Trâm đều có những anh em. Nên mỗi lần có điều kiện mà công tác ở các địa phương đó thì anh em cờ đỏ cũng liên lạc Bảo Trâm để động viên cà phê hoặc là trò chuyện chém gió. Do vậy là nhiều khi trong các live stream ấy có những thành phần anh em cờ đỏ ở các tỉnh thành ấy, người ta lên kênh của Bảo Trâm luôn, vì họ cũng theo dõi kênh Việt Vision. Nên là cũng khá là vui khi mà làm kênh YouTube Việt Vision thì Bảo Trâm quen biết anh chị em cờ đỏ khắp cả nước. Vâng, thì trở lại cái đề tài chém gió ngày hôm nay. Thế thì lại nói về cái thành phần phản động ở Việt Tân, thì Bảo Trâm rất buồn khi mà thấy cái trang Việt Tân ấy thì thấy nhiều nick cờ đỏ của mình vào cũng hùa theo Việt Tân chửi công an. Gần đây nhất ấy là công an chức năng người ta phát hiện ra việc một nhóm người sử dụng ma túy, trong đó có một vài người trong lực lượng công an là nữ giới, trong đó có một người nguyên là công an phòng cháy chữa cháy. Họ tìm thấy, họ phát hiện ra trong một cái tụ điểm ở Hải Phòng có một vài người trong lực lượng cảnh sát là dùng ma túy cách đây ít ngày thôi, thì họ xử lý. Nhưng mà Việt Tân ấy nó đưa các thông tin xuyên tạc lên, mà buồn nỗi là bà con mình lại nghe theo Việt Tân và chửi bới trong khi không kiểm chứng thông tin. Tiêu biểu đây nhất ấy là cái thông tin này. Đấy, Việt Tân nó dựa vào cái việc mà ở Hải Phòng bắt được một nhóm thanh niên, trong đó có một vài quý ở trong lực lượng công an, trong đó có người là làm ở trong phòng cháy chữa cháy ấy. Việt Tân nó đưa lên này, hình ảnh này đã bị báo chí xóa. Cảnh 10 cảnh sát giao thông cả nam và nữ họp giao ban với món ăn chính là ma túy đá. Đó, đây chính là bài Việt Tân đăng. Ở đây có hai vấn đề Việt Tân đề cập xuyên tạc nhé. Một là hình ảnh này đã bị báo chí xóa, thì Bảo Trâm khẳng định hình ảnh này không bị xóa. Bởi vì sau đây chúng ta sẽ vào chúng ta đọc các bài báo chính thống
vẫn còn hình ảnh này. Thứ hai, vấn đề thứ hai, Việt Tân xuyên tạc là đây là cảnh 10 cảnh sát giao thông cả nam lẫn nữ họp ra ban với món ăn chính là ma túy đá. Tức là vụ ý nói vụ này là vụ hôm Hải Phòng tuần trước đấy. Thế thì đây là thông tin xuyên tạc hai ý. Chúng ta cùng chứng minh hai ý này bị Việt Tân xuyên tạc nhé. Thứ nhất, đây chúng ta cùng chứng minh này. Thứ nhất, chúng ta bấm vào một đường link nhé. Bấm vào đường link báo Công an Nhân dân. Thì chúng ta thấy là hình ảnh này không bị xóa vì trong bài báo này họ có đăng cái ảnh đó trong bài báo này. Đây, bấm vào đường link thì báo Công an Nhân dân vẫn đăng. Đăng là nhóm nam nữ thác loạn ma túy đá trong khách sạn. Thì bài báo này là đăng vào thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019, tức là cách đây 5 năm rồi. 28 đối tượng đang sử dụng ma túy thác loạn theo điệu nhạc chói tai, vân vân, báo đăng đây. Ngày 24/25/4, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ và kèm theo là cái tấm ảnh mà các đối tượng vừa đăng. Đó. Kèm theo là cái tấm ảnh này. Như vậy là thông tin Việt Tân đăng là tấm ảnh này, bài này đã bị xóa là sai vì bài này vẫn còn. Và thứ hai, đây không phải là vụ án mới diễn ra cách đây tuần trước ở Hải Phòng, mà đây là diễn ra ở thành phố Huế cách đây 5 năm rồi, đúng không ạ? À, qua đó để thấy rằng là khi tham gia không gian mạng, và nếu mà chúng ta theo dõi trang Việt Tân, tôi không chỉ trích những ai theo dõi trang Việt Tân, bởi vì cá nhân tôi cũng theo dõi. Tôi theo dõi để xem chúng xuyên tạc cái gì, thì mình phải biết cái đó và mình bình luận, mình vạch mặt đó cho bà con đỡ bị ngộ nhận. Mà tôi chỉ khuyên các bạn mà lỡ chửi nhà nước theo định hướng của Việt Tân thì chúng ta phải có cái đầu và cái mắt. Bởi vì Google nó miễn phí, các bạn chỉ cần nhá, muốn kiểm tra cái tấm ảnh đó là có thật hay giả, tin fake hay tin đúng, thì các bạn chỉ cần tải cái ảnh ấy về hoặc chụp màn hình ảnh đấy cho nó nét, sau đó vào Google tìm hình ảnh. Thế là nó ra ngay cái tấm ảnh đó xuất hiện ở đâu, trong bài viết nào. Bây giờ các bạn vào trang Việt Tân để đọc, để phản biện nó mà các bạn lại không tin tưởng, và các bạn thấy nó đăng thế vội tin ngay và bảo là trường hợp này thì bó tay rồi, tức là trường hợp này thì không bênh được công an á, hay là không bênh được chính quyền ấy, thì các bạn đã mắc mưu Việt Tân rồi. Nó đăng bài nhằm định hướng dư luận xuyên tạc, đúng không ạ? Tấm ảnh đó hiện nay còn sờ sờ trên mạng, nó lấy từ báo Công an Nhân dân ra, rồi nó lại bảo đây là vụ này vừa bắt được ở Hải Phòng đấy, công an dùng ma túy với cả một nhóm thanh niên thác loạn trong nhà kính. Trong khi đó là cái bài này 5 năm rồi ở Huế, địa điểm ở Huế, và cách đây 5 năm thì chúng cho rằng là đây là ở Hải Phòng cách đây mấy ngày đấy. Để chúng ta thấy là tất cả điều Việt Tân nói đều là phải là xuyên tạc. Thế thì còn vài hôm nay thì khá nhiều tin tức anh em bạn bè gửi về cho tôi, hỏi về chuyện ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, rồi gửi cả cho tôi cái bài livestream của bọn Đường Vòng Trái Đất. Thế tôi xin nói này, hôm nay là ngày 18, thì ngày hôm kia, tức là ngày 16, ông Vương Đình Huệ có chủ trì một cuộc họp của Thường vụ Quốc hội về vấn đề là giá cả thuốc chữa bệnh. Ngày 16, tức là ngày hôm kia, ông Vương Đình Huệ vẫn còn họp, nên là khá nhiều ý kiến hỏi tôi là bác Huệ thế này, bác Huệ thế kia, phải không? Thì tôi trả lời, một, nhờ những thông tin nhạy cảm như vậy, bọn phản động nó đưa rất nhiều. Tôi mà lại đưa theo đúng ý của bọn phản động, tôi đưa theo cái chiều hướng, định hướng của bọn phản động, thì là tôi lại làm theo cái sự định hướng của bọn chúng. Mà đặc biệt là những thông tin như này tôi không có điều kiện kiểm chứng. Nếu đúng thì không sao, nhưng mà đúng thì mình cũng là hùa theo cái ý kiến của các trang Việt Tân, trang phản động rồi. Tất nhiên đúng thì không sao. Nhưng nếu mà đưa tin sai, một là ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo nhà mình, hai gây hoang mang dư luận, ba là vi phạm điều 331. Nên là tôi thường trả lời là chúng ta cứ chờ, nếu bác Huệ có tội thật, có lỗi thật, có sai phạm thật, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương người ta cũng sẽ kiểm điểm và báo chí sẽ đưa tin công khai. Việc gì phải lên nút đưa tin chưa kiểm chứng, và đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm như này, nếu chẳng may không phải như vậy, chúng ta còn nhớ những bài học trước đây khi mà bọn phản động đồng loạt đưa tin. Một là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó,
bị bắn với cái gì 6-7 cả nguyên băng đạn ở Pháp không? Sau đó bác Phùng Cao Thanh sờ sờ đã giữ một cái hội nghị ở Bộ Quốc phòng ấy. Đấy, rồi bọn dân chủ thì những đồn xuyên tạc rất nhiều về chuyện mà nhà tù của cộng sản tàn ác đã cướp mất đôi tay, cái cánh tay bên phải của ông tù nhân lương tâm Hải Lỗ Cầy, hoặc là cũng chính bọn phản động mà bao que các đài báo tiếng Việt nước ngoài đồng loạt đưa tin là Cú Hà Vũ từ một người 90 cân đã tuyệt thực trong nhà tù cộng sản chỉ còn 41 cân, cho đến khi mà 3 tháng sau cái tin đồn nó đỉnh điểm thì bắt đầu VTV làm một cái phóng sự lắp cái camera dấu kín và đưa lên Cú Hà Vũ nặng 90 cân, đúng không ạ? Đấy, rồi Hải Lỗ Cầy thì là bảo là bị trong nhà tù đầu gấu cái gì cai ngục phím cho đầu gấu đánh gãy tay Hải Lỗ Cầy, phải cưa một tay. Nhưng mà khi mà ở phi trường Los Angeles, phi trường bên Mỹ, thì Hải Lỗ Cầy ra đấy cái tay bị cụt bỗng mọc lại và cầm cái cờ vàng ngoe ngoài đó. Thế thành ra những thông tin của bọn phản động chúng ta nghe, chúng ta để đấy thôi. Và chúng ta hỏi Bảo Trâm các vấn đề này, Bảo Trâm cũng không trả lời được, bởi vì Bảo Trâm không khác chúng ta, không có điều kiện để kiểm chứng những thông tin liên quan đến bác Huệ. Và nếu có sai phạm thì rõ ràng Ủy ban Trung ương người ta tiến hành kỷ luật. Và báo chí chúng ta thấy từ việc ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức hay là ông Võ Văn Thưởng thôi chức vân vân, báo chí đều đưa tin công khai, có gì là úp mở đâu mà chúng ta cứ phải đồn đoán. Đặc biệt là với những người làm kênh về chính trị xã hội như Bảo Trâm, các thông tin kiểu như thông tin về bác Vương Đình Huệ nhạy cảm, Bảo Trâm đâu dám làm tin hay khẳng định. Bởi vì vừa hôm kia thôi, theo như là đồn đoán của vài cái kênh đó, trong đó có kênh một nửa cục đất ấy, của Đinh Thích Phạm ấy, đưa tin là bác Huệ thế này thế kia rồi. Nhưng chiều ngày 16 tôi thấy báo chí, báo Thanh Tra đấy vẫn đưa tin ấy, bác Huệ chủ trì cuộc họp ở Quốc hội Thường vụ ấy, về vấn đề giá thuốc chữa bệnh, đúng không ạ? Nên chúng ta cứ chờ. Mà kể cả việc bác Huệ mà có làm đơn thôi chức, thôi việc, nghỉ việc thì nó cũng chả phải là tin gì vui vẻ với chúng ta, nếu chuyện đó là sự thực, đúng không ạ? Và chỉ có bọn phản động có hả hê thôi. Và nó thêu dệt thêm các cái câu chuyện, thêm mắm thêm muối thành là câu chuyện đấu đá nội bộ. Vui quá, em Quân Khúc đến rồi. Nói một phát là mấy phút sau Quân Khúc đã đến rồi. Quân Khúc ở đây. Được cái là ở Hà Nội thì nhà Quân Khúc và nhà tôi khá gần nhau, anh em chơi nhau khá lâu rồi và trải qua rất nhiều cái thăng trầm của làng cờ đỏ nọ kia, mà anh em chúng tôi thì vẫn chơi nhau khá thân tình và gần gũi nhau, không vấn đề điều tiếng gì. Năm rồi đấy, chơi nhau cả chục năm trên mạng xã hội rồi. Vừa xong thấy có người gửi cái bài viết của tên bác que cái gì Michael Trần viết về Trần Thái Quang. À, anh vừa live stream nói vụ đó đấy. Michael Trần hay Michael Y? Đây đây, anh vừa có người khai gửi cho anh vừa. Mà biết cái gì anh? Nó biết là đây viết này đấy, anh gửi cho em bây giờ. Em lùi về ra. Lùi sửa sau, rời xa lại đấy để cho quay cả hai anh em. Nó viết này này, nó viết chính tả sai. Nó viết là Trần Thái Quang mà chính tả mẹ sai té té. Đúng là còn Việt Kiều Kali mà anh, nó lấy nick giả mà. Rồi lấy nick ba chiếc tàu. Còn Việt Kiều Kali đấy. Chào tất cả khán giả Việt Vision nhá. Hôm nay là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, là tổ tiên chung của chúng ta, và Việt Nam chúng ta là một nước duy nhất có ngày Dỗ Tổ. Cho nên là cũng gửi lời chào đến tất cả các anh chị em ở trong và ngoài nước một ngày Dỗ Tổ. Nhớ đến tổ tiên, chúng ta là đất nước Việt Nam, chúng ta phải có quê hương, có tổ tiên, chứ không phải như cái bọn mà ba que đu càng ấy thì nó chẳng có tổ tiên. Nên là chúng nó cái ngày Dỗ Tổ thì nó lại đi bật sinh nhật. Đấy. Sinh nhật. Lê Xuân Nghĩa đấy. Happy birthday vua Hùng đấy. Ngày Dỗ Tổ. Đây này, cuốn khúc này. Michael Trần này, gắn thẻ này. Chất Thái Quang. Thằng này là thằng Kha Tài, thằng chống cộng ở bên Hà Lan. Đây, cuốn khúc này. Thằng này là thằng Kha Tài, thằng chống cộng ở bên Thái Lan. Chất à Thái bên Quang. Hà Lan. Chúng ta thấy đây, em cho anh biết mặt luôn. Đấy. Ok. Thằng Kha Tài, thằng Kha Tài. Tức là tôi không trả giấu gì. Kha Tài là ba quay ở Hà Lan. Hà Lan dùng cái nick ba chữ Trung Quốc
viết là... thằng này là người gốc Tàu ấy, chính thằng này là người gốc Tàu. À, nó viết là Trần Thái Quang, tức là ý nói là Trần Thái Quang ấy. Đây nó đây, chính nó đây. Đây đây, thằng này chấm cộng bên Hà Lan. Gương mặt tác giả bài viết đây. Đấy. Đó, tân khúc chống bà que mà trên mạng là Facebook mà các bạn. Thằng này là người gốc Trung Quốc, thằng này là đang sống ở bên Hà Lan và nó đang có cái tiệm leo, và thằng này cũng là một nhân vật chống cộng cực đoan. Đó. Đó là tác giả bài viết mà tấn công Việt Vision và ông em quân khúc đúng không ạ? À, hôm nay em đến thì em cho anh một cái tin này. Đó, đây này. Đây. Thì có nghĩa là cái bọn Việt Kiều Cali ấy, thì hôm nọ anh đưa lên thì hôm nay nó tố anh là phản động, mà trong khi đó anh em mình thì lại được rất nhiều các cái lời như đài An ninh TV này, VTV này, họ xin những cái bài trong phản động, xin những cái hình ảnh rồi là các video đấy, và nó lại tố mình phản động. Thì hôm nay thì cái nhân có cái thằng Kha Tài này, thì có một cái chị này, là cái chị này là Tường Vi, ngày xưa là chị cũng là theo cái tổ chức Đào Minh Quân và Trưng Cầu Dân Ý, thì chị ý bị công an chị mời lên, và khi mà bọn em giao tiếp ở trên mạng xã hội thì bọn em chị bảo là khi mà chị theo vào tổ chức Đào Minh Quân ấy thì bị công an mời lên và lấy lời khai, thì chị có khai ra và bọn em đã thu được cái clip này rồi. Có nghĩa là khi mà chị vào tổ chức nhá, là thằng A Quy này là trong cái nhóm Việt Kiều Cali là ra lệnh cho một cái bà hoa mai ở bên Pháp là không cho tiền chị Tường Vi này nữa. Đấy, tí nữa em sẽ đưa cái đoạn đấy em cắt. Đưa luôn. Để em tìm. Tôi không đưa luôn đoạn ghi âm. Thưa bạn, chị Tường Vi là một Việt Kiều ở đâu nhỉ? Ở Việt Nam. À, chị Tường Vi trước đây là... Nhưng mà bây giờ chị quay ra là chị chửi bọn Đào Minh Quân rồi, bởi vì nó lừa dối chị ấy. Chị Tường Vi là một người ở Việt Nam đã nhẹ dạ đi nghe theo Đào Minh Quân. Sau đó gia nhập vào tổ chức Đào Minh Quân thì chị Tường Vi nhận ra bộ mặt bị bợm của chúng, và chị đó đã lên mạng để tố cáo Đào Minh Quân. Và Quân Khúc đã ghi âm lại những cái lời tố cáo của chị Tường Vi. Sau đây Quân Khúc sẽ tìm cái đoạn ghi âm đó để cho chúng ta cùng nghe nhân chứng vật chứng rõ ràng. Và cái đó là cái cách mà làm kênh ở Việt Vision. Và Trâm luôn yêu cầu những khách mời hay Quân Khúc tố cáo ai đó thì phải đưa ra bằng chứng, chứ không nói khơi khơi, nói khơi khơi người nọ kia là phản động được, đúng không ạ? Thì nhân dịp Quân Khúc có nhắc đến cái việc mà VTV rồi đài An ninh Thủ đô, An ninh TV sẽ sử dụng hình ảnh của Việt Vision có liên hệ với chúng tôi để sử dụng, thì đó là có thật. Tôi đã làm một cái video live stream, tôi giới thiệu về những cái bài mà ở Việt Vision đã được VTV hay là ở An ninh TV sử dụng rồi, đúng không? Và tôi còn lưu trong máy, dĩ nhiên là tìm lại những cái bài, những cái video mà ở Việt Vision được VTV hoặc là An ninh TV sử dụng thì tôi tìm được, nhưng mà nó mất thời gian thôi. Qua đó để thấy là các đối tượng ba que phản động thì chúng vẫn xuyên tạc chúng tôi là phản động. Mà cá biệt có một vài cái kênh gọi là chống cái mạng màu, cái mạng trắng trong nước cũng nói chúng tôi là phản động, thì điều đó là nực cười. Ví dụ như kênh Chống Diễn Biến Hòa Bình của Trịnh Hoài Nam chẳng hạn đó. Thế thì dù ưa hay không ưa chúng tôi thì những người bảo tôi là ba que phản động thì các bạn sẽ phải xấu hổ với lương tâm một điều rằng Việt Vision và cá nhân Bảo Trâm không bao giờ là phản động. Lương tâm các bạn biết mình là nói dối, nhưng mà để hả cái sự hận thù cá nhân các bạn vẫn mở mồm ra nói xuyên tạc cho Bảo Trâm là phản động của ba que. Nó giống như cả một cái nhóm của thượng tá Trịnh Hoài Nam vẫn khẳng định được như vậy. Và tôi biết là những bạn bè của ông Trịnh Hoài Nam cũng biết là tôi không phải phản động ba que, nhưng mà vì chơi với nhau nể nang nên nó cũng không dám phản biện ông Trịnh Hoài Nam. Có những người gửi Zalo cho tôi bảo là ủi chị biết ông viết lung tung, nhưng mà thôi vì cũng chơi với ông ấy 10 năm nay rồi nên là cũng không nỡ là phản biện ngay ở trên trang cá nhân của ông ấy. Chỉ còn để vì không ưa Bảo Trâm mà cũng mở mồm ra bảo Bảo Trâm là phản ba que thì quý vị sẽ thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Biết là nói dối, nói sai, nói điều ấy, nhưng mà để nói cho hả cái sự thủ tục cá nhân, đúng không ạ? Thế tôi xin nhắc lại là khi cái vụ án ở Đắk Lắk đang điều tra quyết liệt vì đó một vụ án gây chấn động trong nước và quốc tế, thì đối tượng Lê Cô Hùng đã live stream với những phản động ba que ở nước ngoài như Tùng Lê ở Bỉ,
và khẳng định mình là người nhận tiền từ nước ngoài về để thuê mỗi một đối tượng tham gia vụ khủng bố đó 50, 100, 200 đô. Cái việc của Lê Cô Hùng lên mạng tự nhận như vậy là gây hoang mang dư luận và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, dẫn đến là quá trình điều tra người ta phải mất thời gian để xác minh thông tin này, đúng không? Và người ta gọi đó là tung hoang tin. Đấy là nếu mà Lê Cô Hùng là không làm mà tự nhận thì gọi là tung hoang tin. Còn nếu Lê Cô Hùng mà tự làm thật, tức là tự nhận tiền và thuê đối tượng ra tay sát lại các chiến sĩ, người dân thật, thì Lê Cô Hùng còn tội khủng bố, chủ mưu. Đó. Cách đây 10 tháng ấy, là anh em chúng tôi cho nó có cả khuôn khúc ấy, cũng vạch mặt Lê Cô Hùng cái tội đó. Các bạn nhé, nên đừng nói là Việt Vision chỉ nói vô đuôi nhé. Tôi vừa chiếu video cho bạn xem rồi, 10 tháng trước tôi đã livestream Lê Cô Hùng rồi. Đó. Thay vì là các bạn xem cái kênh và đấu tố nhau á, thì tôi có tham gia việc đấu tố trước các kênh đâu, và tôi chỉ nhằm các đối tượng mà có dấu hiệu phản động, dấu hiệu sai phạm, tấn công Đảng, Nhà nước cũng như là xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đưa các đối tượng lên để phản biện, để vạch mặt. Và như chúng ta biết thì trước sau sớm muộn gì, các đối tượng mà bị Việt Dinh vạch mặt đó cuối cùng cũng bị nhập kho theo các tội danh như điều 117, điều 109, điều 331. Điều 331 là điều mà lợi dụng mạng xã hội tự do ngôn luận để đưa thông tin sai lệch. Điều 117 là điều là làm tàng trữ phát tán thông tin tuyên truyền chống nhà nước. Và điều 109 là hoạt động lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cái điều đấy là đối tượng phản động bánh mắc phải. Thưa các bạn, đợi em tìm một chút nha, bởi vì một ngày một người livestream đến 7 tiếng, 8 tiếng, cho nên là tìm cái đoạn đấy nó phải nó tua đi, nó phải nhiều lắm. Đúng, tôi biết là chuyện đó, tôi không ạ. Khi mà trong điện thoại, trong máy tính của tôi hàng nghìn cái video bằng chứng, nhưng những khi tôi biết là có video đó và tôi tìm lại cũng rất là khó, bởi vì có nhiều quá. Các đối tượng mà chúng tôi đang nhắc đến, ta có phản động nước ngoài, thì chúng live stream cả ngày cả đêm, có khi là có lúc ý, chúng live stream buổi tối. Sáng hôm sau 6 giờ tôi dậy đi làm vẫn thấy livestream, có nghĩa livestream là nó cho tối đa 8 tiếng. Thì livestream nó full luôn, full giờ, 8 tiếng bằng 1 giờ. Xong nó lại làm tiếp cơ. Đó, 16 tiếng rồi. Như cái thằng Đa Nhồ bên Pháp đấy. Em nhỏ. Đó. Thế chúng ta thấy là để 8 tiếng livestream đó mà tìm được những cái đoạn mà nó xúc phạm lãnh tụ hoặc là chống phá nhà nước trong 8 tiếng một cái livestream đó thì rất là kỳ công. Cũng như là nhiều cái livestream khác. 8 tiếng thì Facebook nó tự ngắt livestream để bảo vệ sức khỏe cho người livestream. 8 tiếng cũng là thời gian tối đa làm việc của một người lao động, thì bọn chúng lại bật một livestream tiếp theo khác nữa. Thì cũng không đang tìm những đoạn đó, các bạn chờ một chút. À, thưa bạn, trong lúc chờ cũng không tính ta chém gió một chút, bàn luận một chút về chuyện tình hình thế giới. À, mấy ngày vừa qua thì tôi thấy là vấn đề cái Israel ấy, họ đã hứng chịu, gọi là hứng chịu cái sự đáp trả của Iran khi mà phóng vào khoảng 300 cái thiết bị bay không người lái cũng như tên lửa hành trình để trả đũa cho cái việc mà Israel đã vô cớ xâm phạm lãnh thổ của Iran, tức là tấn công vào đại sứ quán Iran tại Syria. Và theo như thông lệ quốc tế, quy ước quốc tế, thì khi mà anh xâm phạm vào đại sứ quán của một quốc gia ở một quốc gia thứ ba, đó chính là một phần lãnh thổ của quốc gia đó ở bên ngoài địa giới hành chính. Như vậy là Israel ở đây đã xâm phạm lãnh thổ của Iran. Và chúng ta thấy là lần đầu tiên ấy, Iran là trực diện tấn công bằng phi tiễn vào Israel. Thực ra thì mối thâm thù hay là thái độ thù địch của Iran với cả Israel thì từ lâu rồi, nhưng mà thường là thông qua một nước thứ ba, một nước ủy quyền. Mà lần này lần đầu tiên mà Iran là trực diện công khai tấn công Iran, trực diện công khai tấn công Israel. Và qua việc đó, khi mà tại thời điểm này Israel mở rất nhiều mặt trận chống Hamas, Palestine và Tây, mặt trận chống Hezbollah, Phong Thi, rồi Iran, thì thấy là
đúng là Israel theo tôi nghĩ cậy vào cái thế cái đại ca Hoa Kỳ cùng một vài nước phương Tây như Pháp, Anh, thành ra là Israel mệnh danh là tay côn đồ ở khu vực, thái độ côn đồ ở khu vực là không ngoan. Cá nhân tôi quan điểm như vậy, còn các bạn có thể khác quan điểm thôi. Phân khúc chắc tìm được rồi. Vâng. Trước khi em bật cái đoạn này lên thì phải nói cho các anh chị là như thế này. Có rất nhiều các anh chị ở trong nước nhá, là trước đây lên trên mạng xã hội vì là mới lên không biết thế nào là các tổ chức phản động, cho nên là vô tình bị các tổ chức chống cộng ở ngoài lôi kéo. Và cái chị Tường Vi này là một trong những người mà đã bị như thế. Và bây giờ họ khi sau khi họ được mời lên công an và họ giải thích thì họ đã nhận ra, và bây giờ họ quay lại, họ tố lại, và họ có đưa ra rất nhiều các bằng chứng. Và trong đó đây là một cái bằng chứng cụ thể. Khi chị Tường Vi chỉ tố là thằng A Quy ở trong cái nhóm Việt Kiều Cali nhá, là nó ra lệnh cho một người ở bên Pháp là cái bà Hoa Mai đấy. Bà đấy cũng tên tuổi trong tổ chức Đào Minh Quân lắm, bà Hoa Mai, có lệnh truy nã của Bộ Công an đấy. Xếp vào phán đối tượng đấy. Thì nó ra lệnh cho bà đấy là không được gửi tiền cho chị Tường Vi này nữa. Đây, mời anh. Ở đây tao nói với cục Tường Vi nè, tao cảnh cáo mày, đấy, tao biết mày, nha, tao biết mày mà mày đã kêu tao mấy lần rồi. Nhưng mà tao cảnh cáo mày, mày cứ chỏ cái mỏ rồi đi. Những chương trình kế tới tao sẽ cho cộng đồng mạng được biết được mày ăn cật mày, ăn mày cộng đồng mạng như thế nào. Không ai biết được danh, biết mày danh bằng tao cả. Vì tao là người nha, mà đi sát vào câu chuyện ngay từ đầu nha. Mày lấy nick Minh Quân như thế nào, tu đi ra như thế nào 2017 nha. Tao là người nói với bà Hoa Mai đó là không cho mày vào nhóm đó, mày biết không? Cho nên những cái bao nhiêu số tiền mà nhận, những cái bao nhiêu số tiền mà nhận của tụi tao nha, mày ăn mày nhờ cái tổ chức của Đạo Minh Quân như thế nào đó, ta cho cộng đồng mạng biết nha. Con chó, mày đừng có lập lê tập thời nha, con Tường Vi, mày đừng ăn mày cộng đồng mạng một cách sụp giật như vậy nha. Ngày năm xưa ta đã nói rồi, mày chẳng khác gì những người khác mà bây giờ mày chơi thằng tèo, mày chơi thằng tèo kêu thánh. Bà làng nguyên này, bà làng nguyên ngục cung trong nhóm Việt Kiều Cali mới là đấu tranh đấy. Đấy, anh cho xem luôn, thành viên trong tổ chức Đảng Minh Quân trong Việt Kiều Cali đấy. Anh nghĩ về cái chung, Trung và Trung đấu tranh cho người dân Việt Nam ấy. Không song si đến mức mà phải phá hủy thì cái cuộc đấu tranh này nó lùi bước. Càng ngày nó đã càng khó khăn hơn, cho nó không dễ dàng hơn mà hiện bây giờ. Em thấy coi như là họ quá cá nhân đi, họ quá cái tôi đi. Cho nên em hy vọng là mọi người sẽ bỏ đi. Mình chưa tiếp tục đi thì cứ phát biểu bắt đầu lên những cái lại xây dựng. Cái đó là mình chưa nghĩ rằng là nếu ai đó mà có cái sự trưởng thành thì người ta sẽ tiếp thu những cái lời nói xây dựng. Đây chị Tường Vi, chị gọi điện này. Đây, đây à. Alo chị Tường Vi. Em hỏi chị một phút được không? Đây là em đang nói chuyện với chị cái vụ mà cái thằng A Quy mà nó ra lệnh cho bà Hoa Mai là cái hồi mà chị mà bị không nhận tiền của bà Hoa Mai ấy, mà nó liên quan đến cái tổ chức Đào Minh Quân mà khi mà chị lên trên công an phường ấy, chị khai rồi ấy. Thì cái vụ đấy như nào chị có thể kể lại cho em được một phút không? Nó vậy, có nghĩa là lúc đó bà Hoa Mai cho tiền chị nó không liên quan tới cái vụ của Đào Minh Quân. Vâng. Em hiểu không? Vâng. Không có liên quan, là giống như chơi với nhau thôi chứ không có gì á. Rồi bà lúc đó chị làm bị trục trặc đó mà. Vâng. Rồi thì bà đi xin tiền cho chị đâu có cho bà xin đâu. Vâng. Thì bà đi xin cho chị. Đó, bà nói bà chịu trách nhiệm hết, là thằng anh kêu nó không có dính dấp gì hết. Vâng. Thì đến khi mà chị bà Hoa Mai đập Đào Minh Quân á, là chị ra chị phụ đập á, thằng IQ là nó bắt đầu nó đem cái chuyện nó ra, nó nói là bà Hoa Mai đi xin tiền cho chị vậy đó. Vâng. Nhưng mà bên công an phường á, là nó mời chị lên, là lúc đó là chị ủng hộ Đào Minh Quân. Vâng. Đúng không? Ừ, chị với một thằng em nữa, thì thằng em nó bị mời lên làm việc cũng nhiều, nhưng mà bên công an phường nó không có làm khó gì á. Vâng. Chứ còn là chị không có lên, là chị đi làm xa mà chị đâu có biết đâu. Có nghĩa là hồi đấy chị mới lên là chị cũng tham gia vào trưng cầu dân ý đúng không? Xong rồi chị bị công an phường mời lên. Sau đó thì thằng A Quy nó thấy chị tố bọn nó, thì nó bắt đầu nó mới là bây giờ nó bóc cái câu chuyện của chị ra đúng không? Đúng không? Ừ,
để nó đập tan cái tiếng nói của chị đúng không? Đó, à, có nghĩa là chị không có biết con khỉ gì hết trơn. À, bà qua mai bà bãi xong cái chị mình cũng bắt trước, mình cũng trân cầu như ý con khỉ gì đó. Vâng. Vâng. Thế thì em cảm ơn chị nha, bởi vì em cần một cái nhân chứng sống như thế này để em bổ sung, em gửi phòng an ninh mạng về cái thằng Việt Kiều Cali. Alo chị. Đâu rồi? Alo. Em cảm ơn chị nha, bởi vì là em cần em gửi thêm cho phòng an ninh mạng về cái trường hợp thằng AQ này chị nhá. Ok chị. Ok chị, cảm ơn chị. Đấy. Thế chúng ta thấy rõ là đây là chị Tường Vi. Khi chúng tôi đang đề cập chị trong thành phố Hồ Chí Minh, chị Tường Vi trước là vì thiếu hiểu biết, nghe theo lời dụ dỗ thì đã tham gia tổ chức 80 quân. Mà sau khi làm việc với các cơ quan chức năng và các chiến sĩ công an được giải thích thì chị Tường Vi nhận ra bộ mặt khủng bố của tổ chức 80 quân. Chị Tường Vi đã xa rời tổ chức này và cũng đã lên cộng đồng mạng tố cáo hành vi của AQ, tức là đối tượng này, là đối tượng trong cái nhóm Đu Càng đã bảo trợ, bảo kê và gửi tiền về cho đối tượng phản động Lê Cô Hùng mới bị bắt cách đây mấy ngày. Đình Hải Nguyễn, vụ việc này diễn ra lâu chưa Bảo Trâm? Vừa mới xong đấy ạ, anh ạ. Thế thì đó là những cái việc làm mà kênh Việt Tiền hay tiến hành, tức là khi mà nói ai đó, bóc phốt ai đó đều phải có bằng chứng rõ ràng. Và rất cảm ơn Quân Khúc đã ra đây live stream và đưa lên bằng chứng. Chị Tường Vi vừa xong trao đổi trực tiếp với cả Quân Khúc. Chị chúng tôi cũng không ghi âm nguội rồi cắt xén biên tập lại theo ý của chúng tôi, đúng không ạ? Đó là cái bằng chứng xác đáng nhất để cho biết là AQ là một thành viên của nhóm tổ chức 80 quân, và AQ trong nhóm Việt Kiều Cali mình đã gửi tiền về cho đối tượng phản động Lê Cô Hùng như thế nào, để đối tượng phản động Lê Cô Hùng ở Quảng Ngãi hàng tối mở các diễn đàn xuyên tạc đảng và nhà nước cũng như xúc phạm Hồ Chí Minh, như cái thông cáo báo chí mà các cơ quan chức năng người ta đã đăng công khai đây ít ngày. Thực ra bây giờ trên mạng Facebook ấy, anh Bảo Trâm ạ, bọn em đang chơi với rất nhiều các anh chị ở trong và nước ngoài ngày xưa từng tham gia trong tổ chức Đào Minh Quân hoặc là các cái tổ chức triệu đại Việt, bây giờ họ quay ra họ bóc phốt chúng nó, có nghĩa là họ tố cáo chúng nó, anh hiểu không? Thì em lấy những cái bằng chứng đấy, bởi vì họ bây giờ họ tuyên bố là họ không có đấu tranh gì cả, họ phi chính trị, nhưng mà bây giờ mục đích anh chị lên trên mạng kết hợp với bọn em để tố giác. Và cái chị Tường Vi này là một trong những người chứng cứ cụ thể nhất là chị đã từng bị lên công an, chị mời vì ủng hộ Đào Minh Quân. Sau đó thì bây giờ chị tố ra trong cái tổ chức nó nhận tiền như thế nào, nhiệm vụ như thế nào. Đấy, chị tố bọn nó ra luôn. Được. Bởi vì chị biết mà sắp xếp như thế nào. Đấy, qua đây thì tham gia hồ sơ như thế nào. Qua đây thì Việt Dương chưa dám khẳng định trước, mà cũng thế nhờ Quân Khúc kết nối chị Tường Vi để có một dịp là chúng tôi live stream cùng nhau giao lưu quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn vừa bình luận đấy, rất là quý ở đây này. Như là chị Thủy Trần này, là chị Tường Vi nhìn nhận ra một cái sự thật như vậy là rất tuyệt vời rồi, nên rất nhờ Quân Khúc là cố gắng kết nối chị Tường Vi để live stream cùng kênh Việt Vision. Đây là một trong những thành viên cũ của Đào Minh Quân nhìn nhận là sự việc sau khi làm việc trưng cầu dân ý với công an, từng trưng cầu dân ý. Vâng, sau khi làm việc với công an đã nhìn nhận là sự việc bộ mặt phỉnh lừa của tổ chức Đào Minh Quân và lên mạng tố cáo Đào Minh Quân. Đó là cái điều đáng quý nhất, các bạn có đồng ý tôi không ạ? Nếu bạn đồng ý sự việc này thì bạn bình luận ở dưới để lại đồng ý để chúng tôi sẽ. Và hiện nay là bọn em đang kết hợp với những người đấy để đưa cái bọn này nó dần dần ra ánh sáng. Em chào chị Trần Thị Diệp, vâng. Cũng nhờ Quân Khúc rồi em Trung Vũ Bé Mập ấy, chúng ta biết Bé Mập là người đã ra tay tác động vật lý với ba que Tùng Lê khi anh ta mò về để kết nối móc nối với cả đối tượng phản động Lê Cô Hùng. Chúng ta đã biết rồi, video của Trung Mập là đã ra tay tẩm quất Tùng Lê tại một cái quán nhậu ở phía Nam. Đấy, cũng nhờ ở đây các bạn Trung Vũ đã bình luận, nhờ Trung Vũ Quân Khúc cố gắng kết nối chị Tường Vi. Nếu mà chị Tường Vi không ngại và vượt qua những mặc cảm mà để lên sóng với Vision live stream được thì tốt quá. Đó là nhân chứng vật chứng rõ ràng, người trong cuộc tố cáo các bạn ạ. Đó, để cho nhiều người ở trong nước nhá, cách đây mấy ngày nhá, cách đây 4 ngày Việt Nam mình vừa xử một đối tượng theo Đào Minh Quân. Thiếu tá bạn chị ấy cũng biết bà đấy luôn. À, yeah, vâng. Con nhá, em nói để em kể cho này. Có nghĩa là khi mà chính cái thằng vừa rồi, thằng Kha Tài ấy, anh vừa đăng ấy, là nó gửi tiền về cho con của cái bà thiếu tá đấy, đấy, bà Xuân Hồng đấy, đấy, thiếu tá đấy, rồi được thăng cấp thiếu tá, sau đó nó bỏ rơi đấy, nhận được có 10 triệu trong vòng 3 năm hoạt động. Còn thằng con trai nữa, còn một thằng con trai cũng theo tổ chức nữa đấy, bọn em biết được nhiều tin lắm, tức là bởi vì người ta chơi với người ta, bây giờ người quay ra người ta nói chúng nó mà. Tức là qua 3 năm hoạt động cho tổ chức 80 quân
thì nhận được có 10 triệu nhưng mà lĩnh 12 năm tù vì tội hoạt động lật đổ. Đó. Thế thì các bạn ạ, cuối khúc Trung Mục sẽ cố gắng thuyết phục chị Tường Vi công khai lên sóng để tố cáo. Đó là cái điều mà có lẽ là chúng ta rất cần khi mà ở Việt Nam mình vẫn khá nhiều người về trình độ học vấn này, về điều kiện kinh tế khó khăn này thì vẫn nghe theo lời phỉnh lệnh của tổ chức Bảo vệ quân để theo tổ chức hoạt động này. Đúng là tổ chức khủng bố, Bộ Công an xếp tổ chức khủng bố. Thì chị Tường Vi nên sóng được, tố cáo được thì quá tốt, phần khúc nhá. Để thuyết phục chị Tường Vi. Đấy, vừa rồi là em gọi điện trực tiếp cho chị Tường Vi đấy. Đấy, vừa xong của chị Tường Vi chúng ta là thấy nói chuyện trực tiếp. Thực ra thì bây giờ trên Facebook là bọn em vẫn tương tác với một số những anh chị mà trước đây là từng theo chống cộng cực đoan. Bây giờ họ quay ra họ cái gì anh? Em đọc bình luận bà con này. Em đọc to cả tên người ấy nha. Quý Lê à? Đây. Cảm ơn Quân Cúc, cảm ơn Bảo Trâm đã đưa sự việc, sự kiện có dẫn chứng và nhân chứng cụ thể, không như số một cố kênh đều trong nước chuyên xuyên tạo bề đặc đánh phá về rừng và các kênh trực trong nước. Nói chung là cái này bác Quý Lê ạ, cái nói là có bằng chứng đúng không? Cái này ấy, thì thực ra kênh về rừng mà để được tồn tại đến ngày hôm nay thì mọi người cũng phải hiểu rồi đúng không? Và theo em được biết ý, và có số liệu luôn là kênh Việt Vision là một trong những kênh mà các cái đài chống cộng là nó muốn đập bỏ nhất, như RFI là VOA hay là một số đài chống cộng. Nhưng mà đặc biệt kênh Việt Vision này được rất nhiều các cái đài chính thống của nhà nước mình xin các tư liệu về các thế lực phản động từ nước ngoài đúng không, hay các thế lực thù địch đúng không, là được lấy của tư liệu của Việt Vision đúng không. Theo như anh em dân dã chơi trên mạng thì gọi là bọn ba que, nhưng mà theo ngôn từ chính thức của báo đảng của nhà nước mình thì là các thế lực thù địch. Đấy, đúng không? Mọi người công nhận không? Cái đấy là các anh chị lớn rồi, các anh chị chơi, các anh chị có kiểm chứng, đúng không? Chúng tôi không còn phải dân chứng, đúng không? Các anh chị chơi có suy nghĩ, khi mà chúng ta nghe một câu chuyện thì chúng ta lên nghe hai tai, chứ không phải nghe một tai, đúng không? Đúng không? Gần đây nhất ấy là vụ Cấn Thị Thêu thì đài An Ninh TV có lấy một cái tư liệu của em và anh Bảo Trọng. Hôm đó là tôi cả tổ phúc đang live stream để tố cáo vạch mặt việc mà giả vờ tuyệt thực của mẹ con nhà Cấn Thị Thêu khi mà tay Tích Bá Phương ấy là cho rằng là tuyệt thực 42 ngày nhưng mà người vẫn như con châu trương. Thì tôi ở cùng Cúc có live stream vạch mặt chuyện đó, cuối cùng là đài An Ninh TV có dùng các cái video livestream của tôi và hình ảnh đi lên trên Hòa Bình đấy để đưa lên kênh An Ninh TV trong cái chương trình mà chống nhìn cái gì nhỉ, nhận diện sự thật đấy, của đấy. Kênh An Ninh TV đấy. Thì qua đó nhận thấy là kênh chúng tôi thì chị Tường Vi gọi điện à chị Tường Vi gọi điện, alo chị Tường Vi em đây. Chị nói là cho chính xác nè. Vâng, có nghĩa là vậy, bà qua mai bà cho tiền chị, vâng, có nghĩa là bằng tình cảm của cháu, vâng. Nhưng mà khi mà chị đánh Đào Minh Quân á, vâng, thì thằng ấy kêu nó đem con chị nó ra nó sỉ nhục chị bởi vì lúc đó nó ủng hộ Đào Minh Quân, đúng rồi, em hiểu không? Vâng, đó chốt lại nó là như vậy, nó ủng hộ Đào Minh Quân coi như là nó nguyên đám nó luôn, bốn thằng ai, thằng Hoàng Tôn, thằng gì nó bốn thằng đó, Nam Đế, vâng, Hoàng Tôn, Nam Đế, IQ, đúng rồi, Đông Tà, đem cái tiền bạn nó để sỉ nhục chị, vâng. Tại vì chị không ủng hộ Đào Minh Quân, chống lại Đào Minh Quân đó. Nó là vậy đó. Vâng. Ok, em cảm ơn chị bởi vì là em đang cần bổ sung các cái hồ sơ về cái thằng này để em gửi vào mà. Đấy, bởi vì là lúc đó nó đánh chị dữ lắm luôn. Vâng. Đó là chị có một, tại sao chị chửi bà Hoa Mai nhiều vậy? Chị có một mình chị, thời điểm đó chỉ có một mình chị đã chống rỡ cho bà Hoa Mai cái đám Đào Minh Quân đó. Vâng. Đấy là lúc chị tham gia là chị cùng mấy bà Hoa Mai ở bên Pháp đúng không? Trời ơi, không biết chị lúc đầu vô thấy cái giọng bà hiền đó. Vâng. Rồi bà kêu chị làm hồ sơ để xin nhà, xin gì chị đâu có xin đâu. Vâng, đấy. Xong rồi kêu chị con chị bỏ học để đi theo Đạo Minh Quân, chị cũng đâu có khùng đâu. Vâng. Đó, chị vừa lúc đầu vô mấy tháng á. Vâng. Rồi xong chị nghĩ luôn đó, chị tự nhiên mở Facebook ra thấy bà bị đánh đó, rồi quay lại chị đập Đạo Minh Quân. Vâng. Ừ.
Thì cái việc chị đập thằng tổ chức Đào Minh Quân thì chắc chắn là cơ quan an ninh họ cũng biết rồi, nhưng mà có cái là chị đang nói những cái mà khi mà chị đập nó thì thằng AQ nó là trong tổ chức nó quay ra là nó vui dập chị không, nó để nó làm cho chị không tốt lên tiếng nói đúng không? Đấy. Đào Minh Quân nó ra vâng. Dập chị, còn vâng. Chị đánh Đào Minh Quân là lúc đó có chân đen phụ đánh chị mà. Vâng. Ừ. À chị ơi, em hỏi chị Tường Vi một tí, bởi vì là cái bà gì mà thiếu tá mà mới bị xử 12 năm hay là con trai bà đấy liên quan gì đến cái vụ thằng Kha Tài mấy thằng Hải ở bên Mỹ hả chị? Cái bà Xuân Hồng, cái bà gì mà mới xử 12 năm vừa đợt trước mà em nghe chị nói ấy. 12 năm thiếu tá ở Long An ấy, ở Long An này, An Giang gì đấy, mới xử đây bà cái gì nhỉ? Long An ấy. Bà ấy tên là gì anh nhỉ? Quên. Cái gì, mà cái thằng gì? Con trai ấy, cái hôm mà em nghe chị nói là thằng con trai ấy, con trai của bà đấy gửi tiền gửi tiếc gì bọn thằng Kha Tài mấy bọn thằng Hải ấy đã gửi tiền gửi tiếc đi. À không, có đây chị không biết. Không không, em có nghe nói hôm là nghe nói là chị hay là chị Hiền nghe nói. Ừ. Bà Huệ, bà Bạch Huệ, bà Bạch Huệ. Bạch Huệ. Vâng. Người đây chị không biết. Vâng. Ừ, à. Mà Hiền nó cũng không biết người đó đâu, mà chị cũng không biết. Không, hôm em nghe nói là con trai bà này là xong rồi bọn nó gửi tiền gửi tiếc gì. Đó, nghĩa là bà Thắm già là trong tổ chức của Triều Đại Việt. À, bà Thắm. À, bà Thắm già đấy. À. Ừ. Bà Thắm bán bánh bao đó là đi cái gì đó cũng đặt bơm gì đó. À con trai rồi, đúng rồi, bà Thắm rồi. Tổ chức Triều Đại Việt của Ngô Văn Hoàng Hùng. Tức là chị Tường Vi nói chuẩn. Đúng rồi. Bà Thắm, con trai bà Thắm, đúng rồi. Đó. Ok, em cảm chị. Chị, đúng rồi, chính con khúc người nhớ nhầm. Trong tổ chức của Ngô Văn Hoàng Hùng Triều Đại Việt ở Canada, nó khác với tổ chức của Đào Minh Quân ở Mỹ. Nhưng mà hồi trước là nó trong nhóm, thằng gì đấy, nó cũng trong nhóm của Đào Minh Quân ra. Khán giả hỏi kìa, phân khúc với cả Công Lý. Hôm nay còn lên phản biện Penny Trương không nhỉ? Vì lâu không thấy hai em lên phản biện Penny Trương nhỉ? Có chứ. Cái video phản biện Penny Trương. Bây giờ đang tập trung nhóm Việt Kiều Cali, bởi vì cái nhóm này nó dùng tiền để nó mua một số những đối tượng trong nước. Nên là chơi nó mấy lắp like là hơi khó. Chúng ta thấy chị Tường Vi vừa nói đấy, là chị Tường Vi bảo là cái đối tượng ấy là Hoa Mai liên lạc về bảo chị Tường Vi đã chuẩn bị giấy tờ để nhận nhà. Ừ. Nhận nhà của Đào Minh Quân mà chị Tường Vi bảo là chị đâu có làm. Chị Tường Vi biết bộ mặt bị vỡ của tổ chức Đào Minh Quân rồi, hứa hiêu hứa vượn cho nhà cho cửa và cho xe. Sau đó thì chị Tường Vi là chị tố đánh lên là quay là chị tố cáo bọn Đào Minh Quân, anh hiểu không? Thì nhóm của bọn Đào Minh Quân này trong đó có thằng AQ, nhóm Việt Kiều Cali là coi như là bây giờ nó đòi bịt mộm chí, bảo là nó vu khống cho chị là nhận tiền nhận tiếc rồi, hiểu không? Đó, đấy, muốn lại. Chị không gọi đồ uống đi, à. Đến chưa gọi đồ uống. Em chào bác A6 Vũ Ngọc ạ. Còn nhiều chi tiết lắm. Đó. Còn nhiều chi tiết lắm. Ngọc Trường Phạm này. Lẽ ra thì mình không biết, nhưng qua Việt Vision mình biết được. Vô tình Việt Vision cũng truyền bá không công cho bọn nó. Ở đây là bác Ngọc Trường Phạm bảo là mình quảng bá không công bọn nó là bọn nào ạ. Bây giờ mình phản biện bọn chúng. Mình không nhắc tên bọn chúng mà không đưa ra những cái nó xuyên tạc. Thì mình phản biện kiểu gì ạ? Trong khi là cái người mà bị bọn chúng nuôi kéo hoặc là bị Việt Tân nó định hướng ấy, thì rất đông. Cụ thể là chúng ta có thể vào các trang Việt Tân xem, thì bà con trong nước thì bị bọn chúng đưa hình ảnh và vụ mà công an dùng Mai Thúy từ 5 năm trước ở Huế mãi bốc phép là đây là vụ ở Hải Phòng cách đây vài ba hôm. Thì rõ ràng là mình mà phản biện mà mình không đưa lên mình nói bạch mặt thì phản biện kiểu gì. Bác Ngọc Trường Phạm ở đây bảo Trâm nói là những người mà tham gia mạng xã hội trước khi mở mồm ra chỉ trích chính quyền theo các cái bài viết định hướng của bọn phản động hay những video định hướng của bọn chúng, thì chúng ta phải có cái đầu và cái mắt để quan sát khách quan. Ví dụ như này, đơn giản tôi nói cái bài một cái việc mà không liên quan lắm đến phản động, nhưng mà những người gọi là cờ đỏ cực đoan á, cái bộ phim Đào Phở Piano thì mấy hôm nữa đây, bắt đầu từ ngày 24 tới người ta chiếu miễn phí ở một số nơi trong cái tuần lễ mà phim kỷ niệm chiến thắng, bộ phim Phở Đào Piano. Thế thì những người cờ đỏ ấy, cho rằng bộ phim này là có dấu hiệu phản động, cách mạng màu, cách mạng trắng, vì tẩy trắng cho cái tội ác của Kitô, rồi có bàn tay của Vatican thò vào, vân vân. Thế thì có những người mà lên livestream của Bảo Trâm cũng chỉ trích bộ phim này,
Tôi nói luôn, tôi hỏi là thế anh xem chưa? Bảo là chưa. Các bạn xem livestream biết. Thế thì chưa xem bộ phim mà lên tiếng phê phán bộ phim ở tình tiết này, tình tiết kia. Như vậy là cái sự chỉ trích của cái bác đó không khách quan bằng cái con mắt và suy nghĩ độc lập của cá nhân, mà chỉ nghe theo chữ sự chỉ trích của những người khác về bộ phim Phượng Đảo Bino. Người ta chỉ trích như nào thì bác này bị định hướng theo cái đó. Và khi bác chỉ trích bộ phim Phượng Đảo Bino là bác chỉ trích qua cái lăng kính, qua con mắt của người khác. Mà khi hỏi bác xem chưa thì bác này thừa nhận là mình chưa xem phim, nhưng mà chỉ trích ra các tình tiết như thật ấy, như đúng rồi của bộ phim. Các bạn theo dõi kênh Việt Dìn thì các bạn biết cái điều đó cách đây khoảng vài ba tuần, đúng không? Đấy, để tôi nói một điều là khi mình muốn chỉ trích, mình phải có bằng chứng, muốn vạch mặt phải có bằng chứng, mà muốn chỉ trích thì mình phải xem trực tiếp và mình nhìn nhận cái vấn đề theo ý kiến mình, chứ không phải là mình chỉ trích bộ phim theo cái con mắt, ánh nhìn của người khác. Nghe người khác chỉ trích thì mình cũng chỉ trích theo phong trào, được không ạ? Em chào chị Thủy Trần. Có phải chị Thủy Trần là giảng viên Đại học Quy Nhơn đi cùng em lên Nàng Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam không ạ? Thì cũng là họ và tên Trần nhau, trùng nhau. Lên sóng về Vision thì anh em chúng tôi mới cho tư liệu các bạn nhé. Cho các bạn là tư liệu này. Viên Du Lê Quốc Hùng đi ăn chơi với nhóm Dân Chủ Cuội, hát karaoke, uống bia ôm. Ăn chơi. Đấy thì chính vì các cái bữa nhậu nhẹt rồi các chuyến đây, du hí. Tôi sẽ cho. Các chuyến du hí đó là cái mà vật chất, cái bảo vật chất để mua chuộc những đối tượng mà suy thoái biến chất, những đối tượng mà hám tiền, hám nhậu, hám gái, hám ăn, hám chơi để tiếp tay cho tổ chức hoạt động. Cái khúc đó đồ uống đi. Vâng, để em lấy cái này cho anh ạ. Anh bật cho mọi người xem. Chào nhà may Huệ Trần ạ. Nhà may Huệ Trần, cảm ơn chị nhá. Chào hai anh em nghỉ lễ Quốc Tổ, Quốc Dỗ, Dỗ Tổ. Rất vui khi mà bà con anh em khán giả vẫn cứ ủng hộ kênh Việt Reason, dù là có khá nhiều kênh hoặc tấn công. Trung Mộc lên sóng tí đây. Ở dưới hóng hơi bị ác. Chúng ta chờ cơn khúc đang tìm thêm bằng chứng để cho người ta xem. Ngọc Tường Phạm này, bọn Như Vong nó sủa có cái đúng có cái sai. Nghe đọc thông các tin anh chị phải nhớ là mỗi cái người. Bọn nào mà tôi theo ấy là bọn anh em tôi theo sát, và có kể cả chúng nó đi ăn đi chơi ở đâu bọn tôi còn biết mà. Đấy. Được được, Trung Mập gọi đi, gọi Zalo Bảo Trâm. Zalo không phải Zalo Bảo Trâm mà gọi Facebook Bảo Trâm. Hoặc là gọi gọi Facebook đi nhá. Yeah. Trung Mập. Chúng ta chờ một chút, em Trung Vũ là người trong nhóm về quân khúc chúng ba que mạng ấy. Em Trung Mập lên bây giờ. Đấy rồi đấy. Chào ông em. Chào anh. Mua khúc gà các chị em đang theo dõi cái live của kênh Việt Vision hôm nay. Ok em có thông tin thì góp vui diễn đàn không? Thì cái thông tin mà em muốn đưa tới cho các anh chị hôm nay thì cũng có anh mua khúc ở đây là thì cách đây từ cái hôm mà anh mở cái live với anh mua khúc cách đây 2 ngày ấy. Thì trên live thì anh có đưa hình một nhân vật khác tên là Khánh ấy. Mà hiện bây giờ là tụi em hay gọi là Khánh Nhớt đó. Ừ. Đó thì đối tượng đó thì là một trong những đối tượng mà đang kêu gọi là đi kiện kênh Vision của anh á. Đó thì đối tượng này là cũng là chơi với Cụ Tèo, mà Cụ Tèo thì là nằm trong cái ổ nhóm chống cộng đồng bình vực ha. Nó là một chung băng nhóm với nhau đó. Thì rồi hôm qua thì AQ thì nó cũng mở live lên đó, mà nó ngồi nó khóc than, nó la âm tầm, nó là kênh Việt Nam Sinh, là kênh phản động thế này nọ. Rồi hiện thể ở đây thì em cũng có theo dõi nhiều cái sự mà va chạm qua lại của các kênh với nhau, thì em cũng góp cái ý kiến của mình thôi. Nói là nhiều em thấy nhiều anh chị có còm ở đây nè, là khi anh Bảo Trâm anh đăng like tôi thì anh không được học được còm, mà em thì em hay để ý các cái bình luận lắm, nên nó là em muốn nói với anh chị là nếu như các anh chị nào cảm thấy là không vừa lòng với nhau về vấn đề gì đó, mà khi mà anh Bảo Trâm đang nói về cái câu chuyện mà đấu tranh với bọn ba que bằng phản động, thì mình không nên lôi những cái câu chuyện mà nó liên quan đến ví dụ như Hoàng Duy Hùng vào. Và cái câu chuyện đó em thấy là rất là vô lý, mà chẳng liên quan, chẳng liên quan gì hết đó.
kể cả lôi cả câu chuyện của ông Lê Thái hay là câu chuyện của anh Chu Huỳnh vào, em thấy muốn ấy. Tại vì bản thân em cũng thường xuyên qua bên các live của anh Chu Huỳnh để em chơi, và em cũng nói là bên đó cũng không có nên nói anh Võ Trâm hay Vision, thì bên đây chúng ta cũng không nên nói, chúng ta chỉ nói đến câu chuyện mà chúng ta chống bà que, chống bọn phản động thôi. Còn những cái câu chuyện đó em thấy là nó không cần thiết, mỗi người có một cái quan điểm về cái vấn đề của Hoàng Dương, quan điểm mình cảm thấy là người ta không trùng quan điểm của mình thì mình bảo lưu cái quan điểm của mình thôi. Chào bác Phạm Xuân, hôm nay hai anh em, anh Phạm Xuân ơi, hai anh em hôm nay ngồi cà phê ở gần nhà, cà phê, quán cà phê đẹp. Đây, thưa bạn, Phương Khúc Phương Minh nha. Chung một vây lợi chút, Phương Khúc tìm ra cái video Lê Cụ Hùng cùng các đội tướng ba que đi ăn, đi chơi, bia ôm vân vân. Thì các chính cái cuộc ăn chơi mà bia bọt, bia ôm nhộn nhẹt rồi gái gú này là những cái... đó là những cái mà mua chuộc Lê Cụ Hùng biến sao hóa biến chất. Nó giống như cái ông Ba Cần trong phim Điểm Hẹn ấy, Biên Lộ Sài Gòn ấy, cũng được gái hú bắt đầu là sao hoa biến chất. Anh cầm máy em bấm, em cầm bấm đây cho em cầm một máy em. Đấy bấm đấy đúng rồi, cái tròn tròn ấy. Em cầm đây này, chúng ta xem nhá. Cái hình ảnh mà gái hú nhộn nhẹt đã mua chuộc Lê Cụ Hùng như thế nào. Chúng ta cùng xem. Những bữa ăn, bữa nhậu, gái hú vân vân. Rồi bia ôm đấy các bạn, có thấy gái không? Đó. Để nghiêng nghiêng nó đỡ sáng màn hình rõ hơn. Đây, cầm nhá. Bỏ ra. Chào Văn Nguyễn nhá. Mọi người chờ một tí, đến Viên Du Lê Cô Hùng luôn. Đây đây đây, đây là hình ảnh mà những tên ba que về tổ chức. Tùng Lê đấy, có cả Tùng Lê. Có Tùng Lê, có cả tên Thanh hay tên gì đấy? Khánh. À, chúng ta cùng xem các chuyến ăn nhậu. Trước khi nó về với thành phố Hồ Chí Minh là em gặp nó đó. Chúng ta sắp sửa đến hình ảnh Viên Du Lê Quốc Hùng nha. Cái này của nó hơn 2 tiếng cơ. Đây, cắt một đoạn rồi. Đây. À, những bữa ăn nhậu rồi gãy gú bia ôm đây, chúng ta xem. Và với một người mà sâu rượu như Lê Quốc Hùng thì những cái bữa mà ăn chơi rồi nhậu nhẹt như này là những cái bả vinh hoa, bả tiền bạc để có như mua chuộc Lê Quốc Hùng đấy. Sau cái buổi họp này ăn chơi là chúng nó bắt đầu họp mấy cả bọn thằng Tùng Lê là đấu tranh cho người dân Việt Nam. Đây, những vết xăm của những cô gái tiếp viên nhà hàng đây. Thì họ còn vạch ra, họ khoe những vết xăm. Tuy nhiên là những cô gái tiếp viên nhà hàng ấy. Thì đấy đấy, họ vạch còn cái hình xăm mấy giây khoe. Nữa là đến Viên Du Lê Quốc Hùng. Đó là Hàng Khánh đó. Tóc vàng là Khánh đấy. Chúng ta cùng chờ chút nhé. Những bằng chứng, đây là những hình ảnh bằng chứng buộc tội Lê Cụ Hùng khi mà câu kết với các thế lực thù địch, những đối tượng nước ngoài về. Đó, chúng ta thấy là ăn Khánh chơi ấy, bia ôm ấy đấy. Khánh đấy, Khánh đấy, chơi chung nhóm băng đảng của tụi nó đó. Bao giờ đến Lê Cụ Hùng thì anh bao cho em phát nha. Cái này anh em tôi có làm gì an ninh mạng người ta không có. Đúng không mọi người? Thằng Tùng Lê là đối tượng chống cộng ở Bỉ. Đây đây đây. Đấy. Và thấy ăn nhậu rồi gái gú. Thằng trong tổ chức Chào Minh Quân đấy, thằng Tèo đấy, ở Lào đấy. Đấy, Lê Cụ Hùng đấy, đấy. Đấy, Lê Cụ Hùng đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Lê Cụ Hùng là đeo kính. À. Cài cái kính Lê Thương ấy, thằng này cũng là thằng chống cộng ấy. Áo cam là Lê Thương. À. Đấy, Lê Quốc Hùng ấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Đây là bằng chứng là những cái việc câu móc móc lối với các đi, đối tượng phản động nước ngoài về đây. Về trong nước ăn chơi tụ họp đấy. Ăn chơi rồi bia ôm gái gú đây. Bữa sau là Lê Thương đấy. Thằng Lê Thương này là chuyên môn bảo kê cho bọn chống cộng ở ngoài nước về trong nước ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta đang vạch mặt cái hội nhóm ba que có tên gọi là Việt Kiều Cali về nước cấu móc với cả đối tượng phản động Lê Cụ Hùng. Thằng Tùng Lê ở Bỉ. Được. Đấy. Đấy, bia ôm gái gú đây các bạn. Đấy. Và hình ảnh này là hình ảnh mà chúng công khai trực tiếp luôn. Như vậy là nó là cái
suy đồi về đạo đức lối sống. Khi mà những cô gái trẻ đáng tuổi con thôi, những tay Việt kiều này ôm ấp và công khai đưa lên mạng. Các bạn ạ. Là ai ta? Con, tất nhiên là Lê Tùng Lê đúng không? Sau cái chuyến đi chơi đúng này rồi. Bắt đầu tới nhà. Đó. Chúng ôm ấp Trần Khánh Phương, Trần Khánh Phương ở Lâm Đồng. Thằng này là Trần cái gì Khánh đấy, Facebook của nó là Trần Khánh Phương này. Đây là Khánh, thằng Khánh chứ không phải Trần Khánh Phương, là lộn với người khác á. Đây là nhân đòi đa đảng đấy. Tôi muốn đa đảng đấy, đúng không? Nó cũng có nick Trần Khánh Phương mà. Thưa các bạn, thì video còn dài. Chúng đang công khai cái việc mà ăn chơi nhảy múa, ôm ấp gái gú. Ôi. Này em, chào anh Quý Nguyễn. Quý Nguyễn vừa đột lên 50 ngạ ca. Cảm ơn anh Quý Nguyễn nha. Cái này anh có rồi đúng không? Anh cho bóp cái ảnh này cho em. Vâng. Ăn chơi đấy, một nửa tháng chơi đấy. Nửa tháng chơi nó về, nó tập tập mới mới Lê Quốc Hùng ăn chơi đấy. Đây rồi đi biển. Có biển ở Đà Nẵng đấy. Đây các chuyến du hí đây, các chuyến du lịch. Đó. Đây là thằng Khánh này. Khánh là ngọn kế bên Vĩnh Dục. Thằng Tùng Lê này, thằng Tèo là trong tổ chức Đào Minh Quân đầu trước này. Đây là thằng Lê Quốc Hùng này. Đấy. Thằng trước khi về thằng Tùng Lê này chuyển cho Lê Quốc Hùng 1.000 đô để đi chơi. Thằng Tùng Lê này này. Đấy. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là các bằng chứng nhân chứng có hết đúng không? Nhân chứng thì có chị Tường Vi cũng đã lên tiếng tố cáo là tổ chức Đào Minh Quân. Rồi A Quy đã vùi dập chị Tường Vi như thế nào khi chị mà lên tiếng vạch mặt Đào Minh Quân, người từng được là tổ chức này trèo kéo vào tổ chức phản động. Em chào chị Bích Trọng nhé, chị này Việt kiều Thái Lan này. Vâng. Biết chị rồi không? Hai vợ chồng chị về đây xem phim ấy đấy, em phim Vừa Đào. Em chào Quý Nguyễn nha, vừa thấy hiện lên mời anh em cà phê hôm nay. Cà phê cũng không phải để anh giả nhé, vì đây không phải anh giả mà khán giả mời cà phê hai anh em. Cảm ơn khán giả. Thực ra cái này cũng cảm ơn khán giả và cũng cảm ơn những anh em chúng tôi mà khi mà Lê Quốc Hùng mày bị bắt rồi ấy, là anh em chúng tôi có rất nhiều tư liệu về Lê Quốc Hùng, nhận tiền rồi là đi chơi với các cái thế lực chống phá nước ngoài ở bên ngoài cấu kết, và kể cả bằng chứng nếu mà cơ quan an ninh mạng mà cần cung cấp thì tôi sẽ cung cấp cho. Thứ nhất là trước khi về là Tùng Lê chuyển cho Lê Quốc Hùng 1.000 đô đấy để đi chơi khắp Nam Bắc. Cái thứ hai là tổ chức Việt Kiều Cali chuyển tiền cho qua cô Nguyễn Thị Quốc Thanh đấy ở thôn Phú Hội 1 cho Lê Quốc Hùng đấy. Rồi là đây em sẽ đưa cho anh một bằng chứng, thằng này là thằng Huy Chương đấy, cũng trong nhóm Việt Kiều Cali, đưa cho Viên Du 200 đô đấy. Bằng lăng tím này, nhìn thằng kia sao giống thằng kia, thằng nào anh bằng lăng tím, thằng trong video ạ hay à, ý nói quân khúc. Chào chị Dương Oanh nhé. Có mấy kẻ không có kiến thức, nhận thức còn nói bảo châm đi hai hàng. Chú Phạm Xuân ạ, buồn cười lắm. Em chào anh Phạm Xuân mà. Lê Hùng, lang thang 1966 không thấy vào xem. Chắc anh ấy đang bận. Đúng rồi, bên đó họ làm việc vất vả lắm. Không phải làm việc vừa làm vừa chơi như anh em mình bên Hà Nội hay ở Việt Nam đâu. Chú Vũ ơi, mày gửi cho anh qua cái tin nhắn mà Lê Quốc Hùng xin điện thoại của nhóm Việt Kiều Cali ấy nhá, để anh bật, anh đâu phải tìm. Nhưng mà nếu là cái đoạn nó mở lên là nó bị dướng âm thanh, tại em làm có kèm âm thanh trong đó rồi. Không sao, gửi anh tắt tiếng em đi mà. Không phải, ý là cái âm thanh có tiếng nhạc đó, nội âm tiếng nhạc là bị dướng bản quyền. Cái nhạc đấy là nhạc cho phép mà. Không cho phép, không, nhạc đó thì không cho phép. À đúng rồi, bằng lăng tím. Cái tay mà đội mũi quân không ạ? Thì đấy là Tùng Lê đúng không? Đúng rồi, thằng Tùng Lê đây, thằng Tùng Lê đây. Tức là anh bằng lăng tím ấy, trong đây, video ấy, rất nhiều lần live stream với Xe Đào này, Biên Du này, Tinh Trang này, đấy, thành phần cuội trong nước này. Đây là cái live stream này. Đấy. Để em sẽ tìm cái đoạn mà Biên Du. Toàn chân này có một thằng nhìn gần giống Bảo Trâm thật, KKK. Đối tượng nào giống Bảo Trâm nhỉ? Đây hình ảnh nữa, anh có cho khán giả xem không? Về tụ tập với nhau đấy. Đấy, đấy đây là chính rồi. Đây là cho xem để chứng minh cái điều mà cơ quan chức năng khẳng định là câu kết với các đối tượng phản động nước ngoài là đúng. Đây, thưa bạn. Lê Quốc Hùng này. Chào Quý Nguyễn nhá. Cảm ơn anh đã mời cà phê hai anh em. Nhé, Tèo này. Đấy. Em cũng muốn đọc mấy cái gòn này đâu. Nhưng mà có cái nít mà xe biết chạy dưới sông, ông gặp tôi mấy lần ở trong cái live của anh Bảo Trâm.
kệ đi Trung Vũ ơi, kệ đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi Trung Vũ ơi, đang tập trung vào cái tập trung ba que đi, bỏ qua đi. Đây này, Tùng Lê là đối tượng mà đội mũ này là ba que ở bị này đấy đúng không? À, thằng này là thằng Tèo ở bên quê hương Tèo, từng trưng cầu dân ý đấy. Mặc áo gì, đội mũ gì? Đấy, thằng cởi chân đây này. Cởi chân khoác áo vai ấy, là thằng Tèo. Đây là thằng Khánh nhá. Người đầu bạc cạnh Tùng Lê giơ tay là Khánh. Đấy, đây là thằng này Lê Quốc Hùng này. Lê Quốc Hùng giơ tay chủ cuội này. Lê Quốc Hùng là đối tượng giơ ngón tay lên giữa mặt đấy. Đây là những bằng chứng mà Lê Quốc Hùng câu kết với các đối tượng phản động nước ngoài về, nhận tiền tài trợ ở chúng, rồi nhận các chuyến đi du lịch miễn phí, đi ăn đi nhậu và cuối cùng để chống phá nhà nước và kết cục là nhập kho, thưa bạn. Những bằng chứng không thể chối cãi đúng không? Đấy, đây, rồi những hành động đồi bại đây khi mà đáng tuổi bố, tuổi cha, tuổi chú, tuổi ông thì ốm ấp cà phê, rồi bia ôm mà công khai đưa lên mạng như này, nó làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục và những là tấm gương xấu cho những thanh niên trẻ, đúng không ạ? Đây là những đối tượng ba que nước ngoài về đây, và nếu mà nói rộng ra có thể đây là một trong những hành vi tổ chức là, và hành vi coi như là đánh vào cái giá trị của phụ nữ, người phụ nữ Việt Nam ấy các bạn. Rồi, ok. Không nói chuyện đây, em nhìn nó còn okay, mình em nói không được đâu. Ok, chào Trung Vũ nha. Thưa các bạn, như vậy là buổi live stream nay anh em chúng tôi đã đưa thêm bằng chứng là khẳng định Lê Quốc Hùng đối tượng phản động, khi mà cách đây 10 tháng cái vụ ở Đắk Lắk, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh và công an bộ ta đang điều tra vụ Đắk Lắk, thì Lê Quốc Hùng đã lên mạng và khẳng định mình là người cầm đầu, mình nhận tiền của nước ngoài để thuê 100-200 đô cho những kẻ khủng bố đó để tiến hành sát hại những chiến sĩ và người dân. Đây là một cái hành vi rất nghiêm trọng của Lê Quốc Hùng, bởi vì là có thể Lê Quốc Hùng là người không thực hiện việc đó, nhưng việc Lê Quốc Hùng nhận cái điều đó thì có nghĩa là Lê Quốc Hùng đã tung hoang tin, gây cản trở cho quá trình điều tra cũng như là để gây hoang mang dư luận. Chúng ta cùng xem lại video mà Bảo Trâm đã đưa cách đây 10 tháng khi mà Lê Quốc Hùng nói điều đó. Mày đưa tao quẹ, cái bây giờ tao quẹ, tao chuẩn bị tao mua cái gì trong không? Đặt tiền đi nha, em xuống xíu, em giải quyết công việc cái. Bye bye là thường. Đây các bạn. Tao mua cái điện thoại cho ngon, tao live stream không mày đâu. Còn lại là để dành nhậu từ từ. Vậy mà cuối cùng ông mướn mấy thằng trên Đắk Lắk đó hết bao nhiêu tiền, đi hỏi vậy. À, cái vụ mà dàn chép làm công tác mà tiền tạm đây nhắc lát cho cái vụ khủng bố đó hả? Thì nhẹ đứa 100 đô, đứa 200 đô. Cắt tóc lên đi. Rẻ quá ha. Chơi lớn vậy mà có 100-200 đô à? Vậy chắc cái mấy cái đứa mà bèo bèo giống như mẹ cu ly, mấy cái thằng mà vô công rỗi nghề ở nhà ăn chơi không, chắc rồi má 50 đô là thủ tiêu được rồi đúng không? Thì bây giờ rồi mẹ ông đưa tôi có 5.000 mà 30 con người để mẹ không biết tôi trả cho nhiều tiền đâu, tôi trả không nổi. Đó là giọng Lê Quốc Hùng đấy. Cái đồn công an mà để người ta như thế thì vẫn còn là mới có mấy ngàn. Cỡ mấy cái thằng mà đồ má ngồi nhà ăn bám bố mẹ với lại mấy cái con mà đi giảng háng bé bạn Việt Kiều đồ má. Chắc nghĩ cỡ vài ba chục là xong chuyện này đúng không? Rồi tôi đề nghị các bạn là xem một đoạn này mà tôi từng trích, tôi đưa lên Việt Vi Dình cách đây 10 tháng khi Lê Quốc Hùng và đối tượng ba que Tùng Lê ở Bỉ đã thừa nhận. Lê Quốc Hùng bảo là tôi nhận 5.000 đô để tôi thuê 30 người, trong đó mỗi người là 100-200 đô để tấn công đồn công an ở Đắk Lắk. Đó chính là cái hoang tin mà Lê Quốc Hùng tung ra khi mà vụ Đắk Lắk đang được giáo diết điều tra. Đấy, nó gây cản trở cho quá trình điều tra cũng như gây hoang mang dư luận đó các bạn. Đó là thông tin mà rất quan trọng tại thời điểm nhạy cảm như vậy. Thưa các bạn, anh em tôi có lẽ xin phép được dừng live stream ở đây. Kính chúc bà con có một sức khỏe thật dồi dào và một ngày an vui nhân dịp lễ Quốc tổ của chúng ta, của dân tộc Việt Nam. Và trong một ngày gần nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục chị Tường Vi, một thành viên, cựu thành viên của nhóm tổ chức Đào Minh Quân, live stream tố cáo về mặt cái tổ chức phản động này. Đã từng tham gia tổ chức Đào Minh Quân, đã từng tham gia trưng cầu dân ý. Thì sau khi chị được công an mời làm việc thì chị bắt đầu chị
quay ra chỉ tố cáo hành vi lừa đảo của tướng Chính Đạo Minh Quân. Thì cái nhóm Việt Kiều Cali và cái thằng A Quy bắt đầu nó khủng bố tinh thần, thậm chí là còn thuê cả một số những đối tượng nghiện, một số những đối tượng nghiện ngập đến nhà chị đe dọa đấy, bọn nó khốn nạn đấy. Nó thuê một khi mà chị biết được rằng là cái tổ chức Đào Minh Quân là lừa đảo thì chị tố cáo nó, thì bọn nó lập tức là đe dọa, rồi là hành hung, rồi là thậm chí là thuê cả xã hội đen hay là những thằng nghiện ngáo đến dọa chị đấy. Nhưng mà chị không sợ, bởi vì chị đã, khi mà chị đã chơi rồi thì chị bảo chị tuyên bố không sợ. Và hàng ngày bây giờ chị vẫn live stream, chị chửi bọn nó. Đấy. Hay quá, tốt quá. Xin chào bà con, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Và không quên để lại ý kiến của mình, cái quan điểm của mình để chúng tôi đọc, nắm được. Vâng. Và có thể rút kinh nghiệm. Và em cho em nói mấy lời cuối này. Mọi người cứ chờ xem nhé. Khi mà Lê Quốc Hùng, anh em bọn em đã nói là sớm muộn gì cũng đi tù. Vâng. Thì mọi người đọc cái bài báo nhé. Tiếp tục mở rộng điều tra, cho nên là mọi người cứ chờ đi. Cái vụ án của thằng Lê Quốc Hùng này nhá, nó còn rất nhiều đối tượng liên ngoài liên quan, và đặc biệt là một số những đối tượng ở Mỹ. Mọi người cứ chờ đi rồi xem. Chào mọi người.